Hôm nay thầy trò chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang cái phần thứ hai của chương 1, đó là lipid chất béo. Em ghi thầy vào vở nhé. Em ghi thầy vào vở 1 La Mã, khái niệm về lipid chất béo và axit béo. Được chưa? Em ghi thầy đề mục đi. 1 La Mã, khái niệm về lipid chất béo, axit béo. Rồi, chúng ta ghi thầy mục 1 La Mã này, sau đó vào cái phần đầu tiên, cái đầu dòng đầu tiên, em ghi thầy là khái niệm lipid. Thực tế là lipid nó cũng không có một khái niệm chính xác cụ thể, nhưng mà trong khuôn khổ chương trình phổ thông thì học sinh các bạn cần phải nắm cho thầy cái thông tin về lipid như sau. Em ghi thầy cái lipid là các hợp chất hữu cơ. Em ơi thầy viết tắt nhé. HCHC, các hợp chất hữu cơ có trong tế bào sống. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là đặc tính của nó là nhẹ hơn. Em ghi thầy đặc tính của nó là ít tan trong nước. Ít tan trong nước. Hoặc là chúng ta có thể dùng từ không tan trong nước cũng được. Ít tan hoặc không tan trong nước. Được chưa? Đấy. Nhưng tan trong dung môi hữu cơ. Dung môi hữu cơ. Không phân cực. Hoặc ít phân cực. Cái từ ít tan bên trên em có thể thay luôn thầy thành từ không tan cho nó đúng như trong sách giáo khoa. Em ghi thầy là không tan trong nước. Được chưa? Thực tế là trên đời này thì cái chữ không tan nó không tuyệt đối. Thực tế là chúng ta nên dùng từ ít tan thì nó chính xác hơn. Chúng ta cứ hình dung ví dụ cứ 10 tỷ phân tử thì có một phân tử nó tan. Thì đấy cũng là ít tan, đúng không? Thì thực tế là cái trong khuôn khổ chương trình phổ thông thì cái giữa cái từ ít tan với từ không tan thì chúng ta cứ hiểu nó xương xương như nhau. Rồi thì đọc lại. Lipid là các hợp chất hữu cơ có trong tế bào sống, không tan trong nước nhưng tan trong các dung môi hữu cơ không phân cực hoặc ít phân cực. Được chưa? Đấy là cái phần đầu tiên là khái niệm về lipid. Ghi cho thầy lý thuyết đi. Đấy là cái đầu tiên. Cái thứ hai thì em ghi cho thầy gạch vào dòng thứ hai là lipid ấy, gồm nhiều loại. Lipid có nhiều loại. Loại thứ nhất thì chúng ta hay gặp nhất đó là chất béo nhé. Chất béo hay chúng ta còn gọi là triglycerid. Cái chữ này là chữ cờ này, triglycerid. Cái thứ hai thì chúng ta hay gặp nữa đó là sáp, như kiểu là sáp ong á, sáp ong. Hoặc là chúng ta steroid. Đây, chúng ta viết cho thầy đúng từ tiếng Anh. Steroid. Ở tiếng Việt thì chúng ta hay gọi là steroid. Đấy, và cái steroid này có ở đâu? Thì nó có ở trong gần như trong chỗ nào mà có cơ thể sống thì cũng có cả, nhưng mà chúng ta có thể nhìn thấy ngay nó là lòng đỏ của trứng gà nhé. Trong lòng đỏ của trứng gà có rất nhiều steroid. Tiếp tục là chúng ta có phosphor lipid. Thì em nào học về cấu tạo protein cái thứ em biết rồi, được chưa? Vân vân, có rất nhiều loại nữa thì chúng ta ghi thầy đây là một số loại lipid điển hình gồm có chất béo này, sáp này, steroid và phospholipid. Đấy là cái phần đầu tiên là khái niệm về lipid. Những cái này nó sẽ xuất hiện trong các cái đề thi trắc nghiệm hoặc là những cái đề thi kiểu phát biểu đúng sai. Được chưa? Để các bạn ghi thầy. Em sang đó, sau đó em sang cho thầy cái đánh dấu sao thứ hai. Đó là khái niệm về chất béo. Khái niệm về chất béo. Chúng ta nhớ hộ thầy là trong chương trình phổ thông thì ta chỉ học chất béo nhé. Ta học lipid là ta học phần khái quát chung thôi. Lipid nó có nhiều loại, trong đó có một loại quan trọng nhất là chất béo. Và chương trình phổ thông thì chúng ta sẽ chỉ nghiên cứu về chất béo. Đấy, thì em ghi cho thầy chất béo là gì? Thì em ghi thầy là những... Cái chỗ này, đợi tí thầy điều chỉnh lại cái bút đấy. Chất béo, được chưa? Là chi-este. Hay chúng ta còn em ghi thầy là chi este của glycerol với axit béo. Em ghi đi, chất béo là chi este của glycerol với axit béo.
Và trong đó chúng ta mở ngoặc còn gọi là, chất béo còn gọi là nhé, triglycerid. Triglycerid. Đấy. Thầy đọc lại này, chất béo là chi ester của glycerol với axit béo, và chúng ta còn gọi chất béo là triglycerid, được chưa? Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai thì chúng ta sẽ ghi cho thầy là công thức cấu tạo tổng quát. Công thức cấu tạo tổng quát của chất béo. Công thức cấu tạo tổng quát. Công thức cấu tạo tổng quát thì chúng ta có các công thức sau. Em ghi thầy là R1COO, R2COO, R3COO. Ba cái gốc này này là ba cái gốc của axit béo cùng gắn vào glycerol, thì chúng ta biết glycerol nó là anh này. Đúng không? Ba nhóm OH liền kề thì đây chính là glycerol, đúng chưa? Vậy thì cái chất béo của mình sẽ gắn cả ba cái nhóm ba cái gốc R1, R2, R3CO vào đây thì chúng ta sẽ có là ba anh này cùng gắn vào glycerol nhé. Thì đây chính là công thức tổng quát của một chất béo. Công thức tổng quát của một chất béo. Trong đó chúng ta ghi thầy mở ngoặc R1, R2, R3 là gốc của axit béo. Gốc của axit béo. Đó là công thức tổng quát. Nhưng mà sau này thì chúng ta để thuận tiện khi làm bài tập ấy, thì người ta sẽ gọi công thức chung của ba cái gốc này là R trung bình. Thì chúng ta có cách viết thứ hai. Em ghi thầy là hay là R trung bình COO. Ba anh này cùng gắn vào C3H5. Em ơi, cả cái cụm này nó là C3H5 nhé. Được chưa? Chúng ta biết glycerol là C3H5OH3 lần. Thì cả cái phần gốc của glycerol ấy, nó là C3H5. Đó. Rồi các bạn ghi vào đi. Chúng ta chú ý hộ thầy đọc lại này. Chất béo là chi ester của glycerol với axit béo. Và chất béo còn gọi là chi glycerid. Tại sao nó gọi là chi glycerid? Bởi vì là nó dùng cái chữ glycerid chính là glycerol. Còn chữ chi này thể hiện là chi ester của glycerol. Nên sau này người ta gọi chung chất béo là chi glycerid. Đi thi nó có thể là nó bảo là không phải là cho một chất béo X, mà nó thể thay bằng cái từ là cho chi glycerid X thì cũng vậy. Được chưa? Đấy thì các bạn ghi chép vào nha. Rồi, công thức tổng quát thì chúng ta nhớ là R1, R2, R3 là các gốc khác nhau của các axit béo. À thầy xin lỗi, là các gốc của các axit béo, và các gốc này có thể giống hoặc khác nhau. Nên sau này người ta sẽ có thể quy thành cái giá trị trung bình ở đây để thuận tiện khi viết phương trình hoặc là làm bài tập. Rồi, bây giờ em ghi cho thầy một cái phần siêu quan trọng vào trong vở. Đó là em đánh dấu sao? Là các axit béo phải nhớ. 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 Trước tiên thì chúng ta sẽ ghi cho thầy cái định nghĩa của axit béo. Em ghi cho thầy axit béo 2 chấm đi. Axit béo là mono carboxylic acid. Monocarboxylic acid. Thì cái chữ monocarboxylic acid có nghĩa là acid đơn chức, được chưa? Mono này là đơn chức. Đấy, acid carboxylic đơn chức. Có mạch carbon dài. Dài có nghĩa là có nhiều carbon, được chưa? Không phân nhánh. Không phân nhánh. Không phân nhánh. Và có số chẵn nguyên tử carbon. Có số chẵn nguyên tử carbon. Và thường ấy thì chúng ta sẽ ghi thầy là thường từ 12 carbon tới 24 carbon nhá. Đấy, xin mời các bạn ghi vào. Axit béo là monocarboxylic acid, có mạch carbon dài, không phân nhánh và có số chẵn nguyên tử carbon. Đấy, từ 12 tới 24. Bây giờ chúng ta sẽ ghi vào trong vở cho thầy bốn axit béo quan trọng nhất nhé. Phải ghi đấy nhé. Axit béo đầu tiên. Em ghi thầy là C15H31COOH. Đấy. Axit này có tên gọi là palmitic acid. Palmitic acid. Được chưa? Palmitic acid. Đọc thế nào viết đấy. Ở đây có bạn thắc mắc là thầy ơi, thầy vừa dạy là axit béo là phải có số chẵn nguyên tử carbon, nhưng mà tại sao đây chỉ có C15? Em phải nhớ là C15 ở gốc nhưng mà thêm một C ở cái nhóm trước nữa thì tổng nó là 16C. Được chưa? Đây là số chẵn nguyên tử carbon. Chúng ta yên tâm là chương trình phổ thông ta chỉ gặp có bốn axit béo thôi. Em chỉ cần thuộc bốn axit béo đấy. Nhá. Thứ nhất là palmitic acid. Rồi, ở đây các bạn lại thắc mắc là nếu mà vẽ cụ thể cấu tạo thì vẽ thế nào?
thì chúng ta có thể hiểu là anh này có 15 carbon ở gốc thì CH3 này, sau là 14 cái CH2 liên tục, sau đó là COH, thì đây chính là một cái mạch khai triển cụ thể của nó, đúng chưa? Còn em muốn viết ở dạng công thức không phân tử thì em có thể viết thế này nhé. Chúng ta sẽ viết liên tục nhiều cái gấp khúc này. Đấy, em đếm bao giờ đủ thì thôi, em dừng lại. Đấy, nhưng mà nhìn thế này thì có vẻ là rất là cồng kềnh, đúng không? Đấy, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Thêm một cái nữa. Đấy, thì đây chính là mạch công thức khung phân tử của nó. Nếu mà viết thế này chắc là chúng ta sẽ quá nản ngay, đúng chưa? Nên sau này thì chúng ta tự hiểu nhé. Ta thu gọn thành C15H31. Và ta tự hiểu trong đầu là 15 carbon đầu tiên là mạch không phân nhánh, được chưa? Nó nối liên tục với nhau. Đấy, thì đây chính là palmitic acid. Chúng ta có 4 cái thôi. Tương tự như anh này thì chúng ta có anh thứ hai, đó là C17H35COH. Thì anh này chúng ta đọc là stearic acid, được chưa? Đọc nhanh là stearic acid. Stearic acid thì cái này có 17 nguyên tử carbon thì nó cũng thế. Chúng ta khai triển cụ thể là CH3 này, sau là CH2, 16 cái liên tục và gắn với COH. Được chưa? Cái mạch này rất là dài, không phân nhánh nhá. Nếu mà em để ý thêm một chút nữa thì hai cái axit này này là axit béo no. Để em ghi cho thầy ngoặc luôn là hai axit này là axit béo nhưng mà no. No có nghĩa là chỉ có liên kết đơn ở trong gốc hydrocarbon. Ở đây thì có một cái kinh nghiệm để chúng ta biết cái gốc này no hay không, thì chúng ta có thể ghi luôn cho thầy là cái gốc no á, là gốc CNH2N+1. Cái gốc này nó là gốc liên quan đến ancan. Chúng ta biết ancan là CNH2N+2 là hydrocarbon no, mạch hở. Vậy thì cái gốc no của chúng ta, nó ta bớt đi một hydrogen thì nó sẽ còn CNH2N+1. Được chưa? Đấy. Thế nhá, đấy là hai axit đầu tiên. Tiếp tục chúng ta sang axit tiếp theo là axit số 3 là C17H33COH. Em nào thử suy luận cho thầy biết cái anh axit này có mấy nối đôi. Axit này có mấy nối đôi trong gốc? Thầy chỉ quan tâm đến cái gốc C17H33 có mấy nối đôi nhé. Anh này người ta gọi là oleic. Oleic nhé. Đọc thế nào viết đấy nhé. Oleic acid. Được chưa? Và tương tự như vậy, có một anh số 4 là C17H31COOH. Thì anh này là linoleic acid. Linoleic acid. Linoleic acid. Rồi, đấy, bạn Diệu Thảo, Hiếu Trần, Lê Quang Minh, Ngọc Tú đều trả lời là có một nối đôi, chính xác. Ở đây thì nếu mà em muốn viết cụ thể á, thì thầy cứ ghi cho các bạn đã. Cái này là có một nối đôi C, nối đôi C ở gốc nhé. Chúng ta nhớ là chỉ xét ở gốc thôi. Còn riêng cái nhóm trước COH thì cũng đã có nối đôi rồi. Một cái nối đôi C ở vị trí số 9. Vị trí số 9. Số 9 là tính từ nhóm COH. Được chưa? Tính từ nhóm COH. Chúng ta nhớ là khi mình gọi tên thì mình phải đánh số từ nhóm COH mà. Từ nhóm COH. Còn anh này của chúng ta là có hai nối đôi. Chúng ta hình dung thầy là C17H35 thì nó là no. Thế bây giờ H33 với H35 là hơn nhau hai nguyên tử hydrogen. Mà hai nguyên tử hydrogen thì nó bằng một nối đôi. Được chưa? Vậy thì H31 nó thua H35 4 nguyên tử hydrogen thì nó sẽ bằng hai nối đôi. Được chưa nhỉ? Em ghi thầy có hai nối đôi. C nối đôi C ở số 9 và số 12, được chưa? Tính từ nhóm COH. Có nghĩa là khi chúng ta đánh số, ta phải đánh số từ nhóm trước nhé. Và cái này thầy nói luôn cũng cho các bạn, nó là cái dạng tồn tại của nó là dạng xít nhé. Nó có nối đôi thì nó sẽ có đồng phân hình học, nhưng mà anh này nó sẽ chỉ tồn tại dạng xít thôi. Anh này là dạng, cũng là dạng xít. Đó, thì chúng ta ghi vào. Bây giờ nếu mà em muốn viết cụ thể thì thầy viết cho các bạn đi sau. Viết cụ thể thì bây giờ chúng ta cứ viết cái công thức khung của nó ra. Được chưa? Cứ viết như vậy. Đây, ví dụ để thầy đếm đã. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. À đâu, cái này vẫn thiếu một carbon. Vẫn thiếu một carbon. Cái mạch này nó biểu diễn rất là dài, mất thời gian lắm. Nhưng mà thầy khuyên chúng ta là chúng ta chỉ nhìn cho vui thôi. Chứ đi thi mà ta ngồi mà ta biểu diễn cái này thì chắc là nửa ngày mới xong. Đúng chưa? 1. Cái này là 1 này, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ôi trời, thầy lại mất công. Lòng nhá lòng nhằng. Đây nha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17. Đúng không? Thêm một carbon nữa 18. Đấy. Thì đây chính là cái thằng số 3 là oleic acid. Mình mà vẽ cụ thể như thế này thì đúng là mất nửa ngày mới xong một chất. Cái đồng phân này là đồng phân dạng xít nhé. Nhớ chưa? Chúng ta biểu diễn cho biết thôi. Em cứ hình dung cho thầy là cái oleic acid ấy là có 17 nguyên tử carbon ở gốc và nó có một nối đôi. Là khi chúng ta tính nối đôi đấy ở cái nhóm CH trở đi ấy, thì nối đôi nằm ở vị trí số 9 và nó tồn tại ở dạng xít. Được chưa? Nó có hai dạng đồng phân sinh học là dạng chan với dạng xít. Nhưng mà ứng với dạng xít này thì chính là oleic acid, còn dạng chan thì nó là cái khác. Được chưa? Tương tự như thế, nếu bây giờ em muốn biểu diễn cái thằng lin oleic acid thì nó bảo là ở vị trí số 9 với số 12. Thì đến cái số 12 này, chúng ta sẽ biểu diễn sang đồng phân hình học là cũng là dạng xít. Được chưa? Đấy. Thì 12 này, 13 này, 14 này. Đấy thì cứ thế biểu diễn ra. Được chưa? 15, 16, 17 gì đó. 15, 16, 17, 18. Đó. Thì anh này là dạng xít và anh này cũng là dạng xít nhé. Đấy thì chúng ta hình dung thấy đấy là cách biểu diễn công thức khung phân tử. Nhưng mà chẳng thằng ngu nó đi vào bài thi mà ngồi vẽ cái chất này ra. Trừ khi mà ông ra đề thôi. Ông ra đề, ông vẽ cái chất này ra xong ông bắt đọc tên chẳng hạn. Thì chúng ta cứ hiểu là vị trí số 9 với số 12 là có dạng xít. Chứ còn vào bài thi chúng ta chỉ cần viết là C17H33 hoặc là C17H35 thôi. Hình dung chưa? Đấy. Và hai cái axit này dĩ nhiên axit có không, còn nối đôi thì nó là axit béo không no. Axit béo không no. Được chưa? Rồi. Chương trình phổ thông của chúng ta là phải nhớ 4 axit này. Các em buộc phải ghi bằng mọi giá. Được chưa? Thì đọc lại nhé. Hai axit béo điển hình là palmitic acid và stearic acid. Đấy, hai axit béo no. Hai axit béo không no điển hình là oleic và linoleic acid. Và một anh thì có nối đôi ở vị trí số 9, một anh có nối đôi vị trí số 9 với số 12 và đều tồn tại dạng xít hết. Rồi, ok, các bạn ghi chép vào đi. Đấy là cái đánh dấu sao. Vậy thì bây giờ chúng ta cũng cần có cái dấu sao tiếp theo. Là bốn chất béo hay gặp. Bốn chất béo hay gặp. Và chúng ta nên nhớ phân tử khối của bốn chất béo này để có làm bài tập. Thế bây giờ tương tự như bốn cái axit này thì bây giờ tôi sẽ có bốn chất béo phải nhớ như sau. Anh thứ nhất là C15H31 COO tất cả 3 lần gắn với glycerol là C3H5. Em nào muốn viết cụ thể thì nó là cái này này, C15H31 COO. Đó là ba cái gốc này như vậy nhé, C15H31 COO. C15H31 COO, ba anh này cùng cắm vào glycerol. Thì đây chính là cái công thức cụ thể của nó. Nhưng mà vào bài thi mà viết cái công thức này thì nó hơi mất thời gian. Nên sau này chúng ta thu gọn luôn thành C15H31 COO. Tức là do ba cái gốc này giống nhau, ta sẽ đóng ở ngoặc 3 lần và gắn cùng với cái cụm này là cụm C3H5. Được chưa? Thì cái cách đọc tên như sau này, chúng ta nhìn cho thầy có hai cách đọc tên, thầy hướng dẫn luôn nhé. Cái chất béo của anh này là ứng với palmitic acid thì chúng ta sẽ đọc tên cho thầy như sau. Có cách thứ nhất, ta đọc cho thầy chữ chi. Chi là thể hiện là chi ester. Được chưa? Sau đó ta viết cho thầy tên của acid là palmitic thì ta sẽ thay đuôi x bằng đuôi in thì nó thành chi palmitin. Thì đây là tên thường gọi của nó, chi palmitin. Được chưa? Palmitic acid thì là acid béo, còn chi palmitin là chất béo tương ứng. Được chưa? Em viết xong em để cách cho thầy một dòng nhé. Bây giờ đây là cách thứ nhất là gọi tên này. Hoặc là cách thứ hai chúng ta sẽ ghi thầy hay. Cách gọi tên thứ hai như sau là ta gọi tên giống như ester bình thường. Là ta gọi tên cái gốc alcohol trước C3H5. Sau đó ta gọi tên acid thay đổi x bằng đổi ác. Thì bây giờ chúng ta có cách đọc tên thứ hai như sau. Đó là tên của anh C3H5 này là glycerin. Thì ta ghi là glycerin. Nhưng mà ta sẽ chuyển thành gốc của nó là đuôi y dài l cao. Để cho bình thường ta đọc là glycerol. Hay bây giờ ta sẽ chuyển thành gốc của nó là glycerin. Đấy, glycerin này. Sau là tên của cái acid này là palmitic. Nhưng mà khi mình đã gọi tên ester thì mình sẽ chuyển đôi x thành đôi ad đúng không? Thì palmitat. Nhưng vì nó có ba nhóm đấy thì ta sẽ có chữ chi. Nhưng mà có kinh nghiệm thế này này. Là giữa glycerin và tên của cái acid thì ta sẽ có dấu cách nhé. Cách là xong là chi này. Palmitat. Được chưa? Có hai cách đọc tên. Chi palmitin. Hoặc cách thứ hai là glycerin. Chi palmitat. Đấy, thì chúng ta cứ nhớ là glycerol thì gốc của nó sẽ là glycerin thì ta thay cái đuôi đằng sau thành đuôi y dài l cao thôi. Đây là tiếng Anh mà chúng ta chấp nhận nhé. Glycerol này thì gốc của nó là glycerin. Đấy, ta đọc là glycerin chi palmitat. Và em nhớ luôn cho thầy phân tử khối anh này.
M lớn bằng 806 để còn làm bài tập. Bởi vì những cái công thức này rất là to, nếu mà ngồi bấm máy thì sẽ mất rất nhiều thời gian. Em lúc đầu em đang học ở thời điểm này thì em cảm thấy nó tương đối cồng kềnh phức tạp, nhưng mà lát nữa em làm bài tập em sẽ thấy nó rất là dễ. Cái phần này dễ hơn phần ester rất là nhiều. Chúng ta chỉ cần thuộc 4 axit béo và thuộc 4 chất béo tương ứng là chúng ta làm được mọi bài. Cứ ghi đi. Đây là anh thứ nhất. Anh thứ hai của chúng ta thì ta có anh tương tự là C17H35 COO tất cả 3 lần C3H5. Bây giờ các em đọc tên nó thành như sau nhé. Nào, cách thứ nhất chúng ta sẽ đọc thành chữ chi. Đọc tên thường gọi chi này, sau là thay cái t đuôi x trong tên axit bằng đuôi in thì ta đọc là chi stearin. Viết liền nhé, chi stearin. Được chưa? Và chúng ta có cách đọc tên thứ hai hay. Đấy, chúng ta sẽ đọc là glycerin. Glycerin. Và axit của mình đó là axit đang là stearic acid thì chúng ta sẽ ghi là glycerin chi stearat. Được chưa? Và M lớn anh này thì nó là 890. Đấy, 890. Và dĩ nhiên là hai cái chất béo này thì chúng ta ngoặc lại đều là chất béo no. Chất béo no. Bởi vì sao? Bởi vì axit béo của nó là axit no thì anh này là chất béo no thôi. Chúng ta nghe chất béo no rồi, chúng ta xem TV suốt rồi. Người ta có thể nói là chất béo no hoặc chất béo bão hòa. Đúng không? Thì nó có hay có trong mỡ động vật, mỡ lợn, mỡ bò từ đấy. Rồi, bây giờ thầy muốn các em cũng tương tự như thế, các em xây dựng cho thầy hai cái thằng khác nhé. Hai thằng tiếp theo, em tự đọc tên nhé. Anh số 3 này, C17H33 COO tất cả 3 lần C3H5. Các em đọc tên cho thầy hai cái chất tương ứng như vậy. Đấy, và anh số 4 là C17H31 COO tất cả 3 lần C3H5. Ở đây thầy cho luôn phân tử khối này, M lớn của anh này nó bằng 884, còn M lớn anh này nó bằng 878. Và chúng ta cũng ngoặc lại, đây là chất béo không no. Chất béo không no. Chất béo không no người ta còn gọi là chất béo chưa bão hòa. Còn chất béo no người ta gọi là chất béo bão hòa, được chưa? Chất béo bão hòa. Đấy. Thì thầy cho chúng ta 1 phút nhé, để chúng ta tự hoàn thiện tên gọi của anh số 3 và anh số 4. Chúng ta nhớ tự xây dựng cách đọc tên thì sau này mình sẽ làm được bài. Được chưa? Tương tự thế nó sẽ là chi olein này, hoặc là chi lin olein. Hoặc em đọc cách thứ hai tương tự. Glycerin chi oleat. Glycerin chi lin oleat. Được chưa? Đấy thì các bạn ghi chép đi. Rồi, hello các bạn vào sau nhé. Thầy sẽ đọc tên các bạn sau. Ghi chép đi. Cho các bạn 1 phút để hoàn thiện nốt cái ý số 3 và số 4 nhé. Và ngoặc lại thầy đây là hai chất béo không no. Thầy sẽ viết cùng các bạn nhé. Cái anh này thì chúng ta sẽ đọc cho thầy nó là chi olein. Đây là cách thứ nhất. Cách thứ hai thì người ta có thể đọc như sau. Đó là glycerin và chi oleat. Được chưa? Tương tự như thế chúng ta sẽ đọc anh này là chi lin olein. Và cách thứ hai chúng ta sẽ đọc cho thầy đó là glycerin chi lin oleat. Đó. Đây là hai chất béo không no điển hình. Dĩ nhiên là trên đời còn rất nhiều nữa, nhưng mà hiện tại là chúng ta chỉ quan tâm bốn anh này thôi. Bốn axit béo phải nhớ và bốn chất béo tương ứng phải nhớ. Ở đây thì thầy bày cho bạn cách nhớ phân tử khối thì riêng cái thằng chi palmitin ấy thì nó là 806 thì nó là một thằng riêng biệt, bởi vì cái axit này nó chỉ có tổng là 16 nguyên tử carbon thôi. Còn ba cái anh này á thì mỗi một cái axit này là có 18 nguyên tử carbon. Thì cách nhớ nó sẽ giống nhau là chúng ta nhớ cho thầy anh to nhất là anh chất béo no là chi stearin là 890. Thì để tính những anh khác thì chúng ta có thể có một cái mẹo tính trong đầu. Đó là chúng ta để ý cho thầy nhé. Chúng ta để ý cho thầy đó là cái thằng
chi all in, chi all in này so với chi stearin thì mỗi một cái gốc này nó hơn nhau hai nguyên tử hydrogen. Vậy thì mỗi một gốc này hơn nhau hai đơn vị. Nhưng mà anh này là lặp lại 3 lần cơ, đúng không? 3 lần lên thì nó sẽ hơn nhau 6 đơn vị. Nên là chúng ta chỉ cần lấy 890, ta trừ đi 6 thì nó còn 884. Và tương tự như thế, chi lin olein thì ta lại bớt tiếp đi 6 nguyên tử hydrogen nữa. Bởi vì mỗi một gốc người ta bớt đi 2 nguyên tử hydrogen nữa, đúng không? Vậy thì ba gốc mình sẽ bớt đi 6 thì nó còn 878. Thì đây là bốn cái chất béo buộc các em phải nhớ bằng mọi giá nhá. Đấy thì cái phân tử khối thì em nhớ được là tốt nhất. Đấy, còn mà em không nhớ thì em vẫn có thể bấm được, nhưng mà khi chúng ta bấm máy tính ấy, thì nó mất hơi nhiều thời gian đấy. Em nhớ là bấm một phép tính khổng lồ thế này không đơn giản đâu. Nhớ chúng ta bấm 15 x 12 cộng 31 xong là cộng với COO này, xong lại còn đóng mở ngoặc 3 lần xong cộng với C3H5 nữa. Thì bạn nào mà không thuộc phân tử khối thì bạn ấy phải bấm mất khoảng ít nhất là 20 giây, 10 đến 20 giây. Thì chúng ta mà một bài thi mà ta có khoảng 20 chất như thế này mà ta cứ bấm đi bấm lại thì ta mất khoảng vài phút rồi, đúng không? Rất mất thời gian và sẽ không thể làm kịp bài thi được. Thế thì nhắc các bạn là chúng ta buộc phải nhớ. Được chưa? Buộc phải nhớ. Rồi, đấy là cái phần đầu tiên. Em ghi cho thầy mục 2 La Mã nhé. 2 La Mã. Tính chất vật lý của chất béo. Chúng ta chỉ học chất béo nhé. Còn cái phần lipid này ta học khái quát chung thôi. Tính chất vật lý của chất béo. Tính chất vật lý của chất béo. Cái của dòng thứ nhất. Tính chất vật lý của chất béo. Thì ở đây thầy nói luôn là cái chất béo của mình ấy thì nó có ở đâu? Thì chúng ta bạn nào mà hay nấu ăn hoặc hay rửa bát là chúng ta biết là trong khi chúng ta rửa bát thì cái váng dầu á nó sẽ nổi lên bên trên, đúng không? Dầu ăn nó sẽ nổi lên trên mặt nước. Vậy thì chất béo này không tan trong nước mà nhẹ hơn nước, đúng chưa? Đấy thì chúng ta ghi thầy tính chất vật lý gạch đầu dòng thứ nhất, chất béo là chất rắn hoặc chất lỏng nhé. Chất rắn hoặc chất lỏng. Hoặc chất lỏng. Chất rắn chính là cái gì? Chất rắn chính là mỡ động vật, mỡ người, mỡ lợn. Bạn nào đi ăn thịt lợn em biết là trong một miếng thịt lợn có một phần mỡ đấy, thì cái mỡ đấy chính là chất béo, được chưa nhỉ? Hoặc là chất lỏng như kiểu dầu ăn. Em nào mà hay rán cá, rán thịt, nấu cơm cho bố mẹ hay rửa bát thì chúng ta nhìn thấy dầu ăn rồi, đúng chưa? Dầu ăn ở thể lỏng. Hoặc là có thể là dầu cá, được chưa? Đấy, dầu cá mập, dầu cá hồi thứ. Ok, em ghi thấy chất béo là chất rắn hoặc chất lỏng nhé. Tiếp tục, nhẹ hơn nước. Nhẹ hơn nước. Chúng ta biết rồi, bạn nào rửa bát thì biết rồi. Nhẹ hơn nước. Dầu ăn mà nó nặng hơn nước thì khi chúng ta rửa bát ta sẽ không nhìn thấy váng dầu, đúng không? Ta nhìn thấy váng dầu chứng tỏ đấy còn chưa còn sạch. Em ghi thấy nhẹ hơn nước. Không tan trong nước. Không tan trong nước. Và chúng ta cũng ghi luôn cho thầy là nhưng tan được. Tan được trong các dung môi. Trong các dung môi hữu cơ không phân cực. Không phân cực hoặc ít phân cực. Chúng ta sẽ chủ yếu nhớ thầy là cái nhóm trước ester là nhóm CO này. Thì cái nhóm CO này là nhóm không phân cực, hoặc cái độ phân cực nó rất là ít, nên là nó chỉ tan được trong dung môi không phân cực hoặc là dung môi ít phân cực thôi, nhớ chưa? Đấy, chứ còn nước là nó không tan. Đấy. Nếu mà chất béo mà tan trong nước thì chúng ta đỡ phải rửa bát, chúng ta chỉ cần dội qua tí nước phát là cái bát nó sạch ngay. Nhưng mà rất tiếc là chất béo lại không tan trong nước nên chúng ta phải dùng xà phòng, phải dùng một số cái dung dịch rửa bát đặc thù, đúng không? Thì em ghi thế này, chất béo là chất rắn hoặc chất lỏng, nhẹ hơn nước, không tan trong nước, tan được trong các dung môi hữu cơ, không phân cực hoặc ít phân cực. Đó. Chúng ta đi nghiên cứu từng loại một. Cái cộng đồng dòng đầu tiên thì em ghi thầy là chất béo ở thể lỏng. Chất béo ở thể lỏng thì nó có ở đâu? Thì hay chúng ta còn gọi là dầu đấy. Chúng ta còn gọi nó là dầu, như kiểu là dầu dầu mè này, đúng không? Dầu lạc, dầu ô liu đấy, hoặc là dầu cá, vân vân. Dầu dừa nữa, nhiều lắm. Nói chung là dầu thực vật, hoặc là một số loại động vật máu lạnh như kiểu dầu cá. Được chưa? Em ghi thấy chất béo lỏng còn gọi là dầu nhé, như kiểu dầu mè, dầu lạc, dầu ô liu, dầu cá, dầu dừa, vân vân. Thì Việt Nam của chúng ta cũng là một trong những nước mà có khí hậu nhiệt đới,
và chúng ta trồng được rất nhiều loại cây cho giàu đúng không? Ví dụ cho ta trồng lạc và người ta lấy cái nhân của hạt lạc đấy, hạt lạc người ta ép thành dầu. Ngày xưa thì các cụ toàn ép lạc lấy dầu để nấu ăn thôi, nhưng bây giờ mà chúng ta có cái dầu lạc đấy thì nó rất đắt tiền. Một lít dầu lạc thì nó phải ép ra từ khoảng chắc phải đến mười mấy 20 cân, 20 cân lạc nhân, và từ như thế là một cái lít dầu lạc đấy nó phải trị giá cả 1 triệu đồng. Cái dầu ăn mà em ăn bình thường ấy, người ta đã pha trộn rồi nhé. Đấy. Hoặc người ta sản xuất trên quy mô công nghiệp thì nó sẽ rẻ hơn. Nếu mà chúng ta mà làm thủ công ấy, nhiều nhiều bà mẹ là hay sợ là con mình hoặc là chồng mình ăn phải những thực phẩm bẩn ở ngoài đường ấy, người ta hay tự ép dầu lạc để người ta rán đồ ăn. Nhưng mà cái đấy rất mất công, rất tốn tiền. Được chưa? Hoặc là dầu ô liu, chúng ta biết là một trong những nước mà sản xuất dầu ô liu lớn nhất thế giới chính là quê hương của anh CR7 Ronaldo. Bồ Đào Nha là một trong nước mà nó có thể, Bồ Đào Nha với Tây Ban Nha, một số nước đấy là sản xuất được rất nhiều dầu ô liu nhé. Dầu cá thì chúng ta nghe suốt rồi đúng không? Bạn nào mà có tiền mua mấy cái dầu cá voi hoặc dầu cá mập ấy, mà dùng ấy là toàn đại gia. Dầu dừa ở trong Bến Tre của chúng ta, người ta ép cái, người ta lấy từ nước dừa hoặc người ta ép từ cái cùi dừa ấy, được chưa? Để lấy cái dầu đó. Vân vân, nhiều lắm. Để cho em ghi thầy là chất béo lỏng. Em ghi cho thầy là chứa chủ yếu các gốc axit béo không no nhé. Có nghĩa là trong công thức của chất béo lỏng ấy, hay còn gọi là dầu á, dầu ăn ấy, thì gốc axit của nó là các gốc axit không no. Ví dụ hai cái thằng này này, hai cái thằng này chính là có trong các loại dầu thực vật, chi-olein với chi-linolein. Được chưa? Em ghi thầy ví dụ luôn. Ví dụ chi-olein hoặc là chi-linolein. Chất béo không no là thành phần chính của dầu, được chưa? Dầu thực vật đấy. Cộng đồng dòng thứ hai thì em ghi thầy là chất béo ở thể rắn. Chất béo rắn thì nó có ở đâu? Thì chúng ta nghe suốt rồi, nó có ở mỡ động vật hoặc có ở bơ. Chúng ta đã từng ăn bơ đúng không? Bạn nào đã từng đi mua bơ về nướng thịt, hoặc em là đi ăn đồ nướng ngoài các cửa hàng ấy, thì người ta hay nướng bằng bơ cái thứ đấy. Thì đấy cũng chính là chất béo no hay là chất béo ở thể rắn. Em ghi thầy hai chấm, em ghi thầy mỡ động vật này, phẩy bơ, vân vân. Em ghi thầy là chứa chủ yếu các gốc axit béo no. Được chưa? Nhớ này, chất béo không no thì thường tồn tại ở thể lỏng và hay được gọi là dầu. Còn chất béo no là chứa các gốc axit béo no thì tồn tại ở thể rắn, gọi là mỡ động vật hoặc là bơ. Được chưa? Chứa chủ yếu các gốc axit béo no. Ví dụ chi-palmitin, chi-stearin đúng không? Vân vân. Đấy nhé, nhớ thầy là chất béo lỏng và chất béo rắn. Vậy thì ở đây có một cái vấn đề nó đặt ra, làm thế nào để chuyển hóa từ chất béo lỏng thành chất béo rắn? Cái này rất quan trọng. Ở những cái nước châu Âu ấy, người ta không có khí hậu nhiệt đới nên là cái người ta sản xuất ra dầu ăn hay là sản xuất ra những cái loại chất béo này nó rất hạn chế. Nó vẫn có đấy, nhưng mà nó hạn chế nên người ta phải đi nhập khẩu. Và người ta sẽ thường nhập khẩu từ các nước ở các khu vực nhiệt đới như kiểu Đông Nam Á, như kiểu Việt Nam, Indo, Philippines hoặc một số nước ở khu vực Nam Mỹ, đúng không? Người ta sản xuất được rất nhiều dầu và người ta xuất khẩu sang các nước châu Âu. Vậy thì bây giờ khi chúng ta vận chuyển chất béo mà chuyển sang châu Âu, chúng ta chuyển từ dầu mè, dầu lạc, dầu ô liu vân vân hoặc là những cái loại dầu thực vật nói chung mà chuyển từ Việt Nam chẳng hạn mà sang châu Âu mà em chở bằng thuyền ấy, ngày xưa người ta phải chở bằng thuyền mà em. Đấy, cách đây mấy chục năm chở hết bằng thuyền. Thế bây giờ khi đi giữa biển chỉ cần hơi một cơn sóng, nếu mà chuyển nó ở thể lỏng á thì nó sẽ nghiêng tàu ngay và cái tàu rất dễ bị đắm và gần như là không có khả năng vận chuyển được. Nên là ngày xưa người ta nghĩ ra cách là chuyển từ chất béo lỏng thành chất béo rắn. Có nghĩa là người ta chuyển từ dầu và nó chuyển thành bơ em ạ. Nên cái bơ này người ta gọi là bơ thực vật là như vậy. Bơ thực vật là có nguồn gốc từ các loại dầu thực vật nhé. Thì tại sao người ta lại phải chuyển từ lỏng thành rắn? Thì lý do đó là để nó dễ vận chuyển và dễ bảo quản. Chúng ta chuyển từ Việt Nam mà sang châu Âu chẳng hạn, ngày xưa đi thuyền chắc phải mất cả tháng trời, một tháng lênh đênh trên biển như thế thì bao nhiêu cơn sóng, bao nhiêu trận gió bão đúng không? Thì người ta phải nghĩ cách để người ta bảo quản và người ta dễ vận chuyển, thì người ta nghĩ được cách là chuyển từ lỏng thành rắn. Thế bây giờ chúng ta sẽ đánh thêm một mũi tên là để chuyển hóa. Câu này đã từng xuất hiện trong chương trình Đường lên đỉnh Olympia, cuộc thi chung kết năm
Và câu này chính là câu quyết định được giải nhất cho một anh ở trong Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh thì phải. Em ghi là cái để chuyển từ chất béo lỏng, người ta gọi là dầu nhé, sang chất béo rắn, được chưa? Để chuyển từ chất béo lỏng hay là chuyển từ dầu ăn đấy sang chất béo rắn, và người ta gọi nó là bơ thực vật hay là margarin đấy, có rất nhiều cách gọi, margarin, bơ thực vật hoặc margarin vân vân. Ta dùng phản ứng, em học rồi, từ không no mà thành no thì nó chỉ có cái chuyện là chuyển từ C17H33 này này để chuyển thành C17H35 hoặc là H31 thành H35, thì chúng ta phải hiểu ngay là chúng ta cộng thêm H2 là xong, đúng không? Đây chính là câu hỏi của cuộc thi đường lên đỉnh Olympia chung kết năm. Thầy cũng không nhớ năm nào chính xác, nhưng mà cái cuộc thi đấy thầy có xem, và đấy là câu hỏi quyết định trong chương trình đường lên đỉnh Olympia. Thì em nghĩ thầy ta phải dùng phản ứng hydrogen hóa, có nghĩa là phản ứng cộng với H2. Được chưa? Để chuyển từ chất béo lỏng thành chất béo rắn, hay người ta gọi là dạng bơ hay là margarin vân vân đấy, thì chúng ta phải dùng phản ứng với hydrogen nhé. Thì chúng ta hiểu rồi, từ không no mà muốn chuyển thành no ta phải cộng H2 đấy. Thì tại sao phải chuyển từ lỏng thành rắn? Thì để nó dễ vận chuyển, dễ bảo quản. Được chưa? Em ghi thầy cái mục 2 la mã đấy. Sau đó chúng ta chuyển sang mục 3 la mã. Em ghi thầy là tính chất hóa học, Rồi, chúng ta chú ý cho thầy là chất béo thì nó cũng chính là ester. Và ester có tính chất gì thì chất béo có đúng tính chất như vậy. Em ghi cho thầy tính chất đầu tiên. Một nhỏ. Phản ứng thủy phân. Trong môi trường axit. Thì nó giống như phản ứng thủy phân của ester bình thường. Thì chúng ta sẽ ghi thầy đây là phản ứng thuận nghịch. Nhớ nhé. Nó là phản ứng thuận nghịch hay là phản ứng hai chiều đấy. Có nghĩa là hiệu suất của nó thấp, đúng không? Đấy, hiệu suất nó rất là thấp. Chúng ta viết cho thầy phương trình tổng quát luôn. Chất béo thì em ghi cho thầy công thức chung là RCOO tất cả 3 lần C3H5. Thầy nhắc các bạn là ba cái gốc ở đây nó có thể giống hoặc khác nhau nhé. Ta cứ gọi chung một gốc thôi. RCOO 3 lần C3H5. Anh này mà cộng với nước, môi trường axit, nhiệt độ, nhưng phản ứng này là phản ứng hai chiều nhé. Em ghi thầy H cộng nhiệt độ. Sản phẩm của nó sẽ là axit và alcohol tương ứng. Thì axit của mình đây chính là axit béo là RCOH. Alcohol tương ứng chính là glycerol. Được chưa? Nhớ là khi viết phương trình thì phải viết phương trình này hai chiều. Cái loại phản ứng này người ta chỉ hỏi lý thuyết thôi, không có bài tập tính toán đâu. Đấy thì em chỉ ghi thầy để chúng ta nắm được là thôi. Sản phẩm của chúng ta nó là axit béo và glycerol, hay là glycerin được. Đây là chất béo. Nhớ thầy cái chữ phản ứng thuận nghịch nhé. Cái này rất quan trọng. Phản ứng thuận nghịch. Đi thi để tránh nó bị nó lừa. Em yên tâm thầy trọng dạy lý thuyết chỉ có rất là kỹ thôi. Các bạn học đúng những gì thầy dạy ở đây là chúng ta thi được mọi kỳ thi. Không cần phải dùng sách giáo khoa. Nào, đấy là phản ứng thủy phân trong môi trường axit. Hai nhỏ. Em ghi thầy là phản ứng thủy phân trong môi trường kiềm. Thủy phân. Trong môi trường kiềm. Môi trường kiềm hay còn gọi nhé, còn gọi là phản ứng xà phòng hóa. Phản ứng xà phòng hóa. Tại sao nó gọi là phản ứng xà phòng hóa? Bởi vì sản phẩm của cái phản ứng này ấy, người ta ứng dụng nó để sản xuất xà phòng. Nên là cái nguồn gốc của việc sản xuất xà phòng, nếu mà từ cách đây cả trăm năm, là người ta lấy mỡ bò, mỡ cừu, mỡ dê, người ta thủy phân trong môi trường kiềm, rồi người ta lấy cái muối đấy để người ta làm ra xà phòng. Được chưa? Và cái tên gọi của phản ứng này là xà phòng hóa là như vậy. Em ghi thầy phương trình tổng quát là RCOO 3 lần C3H5. Được chưa?
Rồi ok Huy nhé. Cộng với kiềm là NaOH, em có thể viết với NaOH hoặc là KOH đều được. Vậy thì cái phản ứng này phải có nhiệt độ nhé. Nhớ cho thầy là tất cả các phản ứng thủy phân của ester, kể cả ester đơn chức như các tuần trước ta học hay là ngày hôm nay chúng ta học về chất béo á, thì đều phải có nhiệt độ thì mới xảy ra nhé. Còn khi không đun nóng nó không xảy ra đâu. RCO3 lần C3H5 cộng NaOH nhiệt độ thì sản phẩm của chúng ta nó chính là muối là RCONa và alcohol tương ứng là glycerol là C3H5OH 3 lần cân bằng 3 vào đanh này và 3 vào NaOH. Được chưa? À, em ghi hộ thầy là cái sản phẩm đây là muối của axit béo. Muối của axit béo. Và người ta dùng nó để sản xuất xà phòng. Xà phòng để chúng ta tẩy rửa các cái chất bẩn hàng ngày đấy. Và anh này chính là glycerol. Muối của axit béo và glycerol. Đấy là phương trình của chúng ta. À, bây giờ chúng ta sẽ ứng dụng để làm bài tập. Các bạn ghi chép vào nhé. Ghi chép đầy đủ, đừng có bỏ sót một từ gì. Thầy nhắc lại là phản ứng thủy phân trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch. Còn phản ứng thủy phân trong môi trường kiềm thì nó là phản ứng một chiều. Được chưa? Và lát nữa thầy sẽ dạy chúng ta cái thí nghiệm liên quan đến cái phản ứng số 2 này. Bởi vì trong đề thi tốt nghiệp nó sẽ có câu thí nghiệm. Và cái câu thí nghiệm đấy là câu 9 cộng. Giống như ở các tuần trước chúng ta đã học thí nghiệm về thủy phân và điều chế ester đấy. Thì bây giờ ta có thí nghiệm thủy phân về chất béo. Bây giờ chúng ta sẽ làm bài tập tính toán để chúng ta củng cố cái kiến thức này đã. Em ghi cho thầy vào trong vở nhé và nhớ bỏ máy tính ra để chúng ta bấm bài. Em ghi thầy ví dụ. Em ghi thầy ví dụ đi. Ví dụ là đun nóng 178 gram chi sờ te arin. Đun nóng 178 gram chi starin với NaOH vừa đủ. Yêu cầu tính khối lượng xà phòng hoặc là tính khối lượng muối thu được. Khối lượng muối thu được. Và thầy nhắc các bạn là cái muối này người ta ứng dụng để sản xuất xà phòng nhé. Người ta có thể thay cái từ là tính khối lượng muối thu được thì người ta có thể thay bằng tính khối lượng xà phòng thu được. Đấy. Ở nhà các em có thể làm xà phòng được. Ở đây những bạn nào mà học hóa trên lớp mà các thầy cô mà người ta có trách nhiệm ấy, người ta hay có những cái giờ gọi là giờ thực hành. Đúng không? Hoặc là những cái bài tập ngoại khóa các thứ đấy thì người ta hay cho chúng ta là đi điều chế xà phòng vì điều chế xà phòng rất là dễ, rất là gần như là ai làm cũng có thể tự làm được, chỉ cần nắm được cái bí quyết của nó là đun dầu ăn với lại kiềm như thế nào là được, đúng không? Người ta có thể chế biến ở trên, em mà xem trên TikTok chẳng hạn thì người ta có những cái nơi người ta sản xuất xà phòng mà người ta trộn thêm vỏ bưởi, vỏ chanh hoặc là nó có thêm hương của những cái loại thảo mộc khác, đúng không? Thậm chí là xà phòng mướp đắng các thứ đấy có đầy đủ hết là các loại, chúng ta hoàn toàn có thể sản xuất được nhé. Và cái sản xuất nó rất là dễ, em có thể search các cái clip hướng dẫn trên trên YouTube ấy có rất nhiều. Được chưa? Còn bây giờ chúng ta quay trở lại làm bài tập. Thì với cái bài này chúng ta xử lý thế nào? Thì bây giờ cái mấu chốt của bài này á là em phải tính cho thầy được số mol của chi stearin. Nên bây giờ mà em không thuộc công thức, không thuộc phân tử khối thì không thể làm được. Nên riêng hảo hóa hữu cơ, thầy nói các em rất nhiều lần rồi, bí quyết vẫn là thuộc tên chất và biết chất đấy có công thức như thế nào nhé, và cố gắng nắm được các cái tính chất học liên quan là chúng ta làm được mọi bài tập. Thế bây giờ chúng ta có chi stearin là C17H35 COO tất cả 3 lần C3H5. Đúng chưa? Em viết thầy phương trình cộng với NaOH thì sản phẩm của chúng ta nó là C17H35 COONa cộng với C3H5OH tất cả 3 lần cân bằng 3 vào đây. Được chưa? Bây giờ chúng ta lưu ý cho thầy là ta thuộc phân tử khối của chi stearin là 890 thì số mol của nó em chỉ cần lấy 178 chia 890 là xong. Được chưa? Em bấm là 178 chia 890. Bây giờ cái việc thuộc 890 rất quan trọng, không thuộc nó không làm được bài tập thì nó bằng là 0,2 mol. Anh này 0,2 mol. Thế bây giờ anh này là 0,2 mol thì xà phòng của chúng ta nó sẽ là 0,6 mol. Đúng chưa? Đấy. Thì đây chính là cách số 1. Cách số 1 thì chúng ta sẽ bấm luôn thầy là M của muối là C17H35 COONa thì chúng ta sẽ bấm thầy là 0,6 nhân cái phân tử khối của muối em chủ động em bấm nhé. Thì nó phân tử khối muối là 306.
thì nó sẽ bằng là bao nhiêu đây? 6636 biết 6 nhớ 3, 6318 183,6 gram. 183,6 gram. Rồi, ok, cảm ơn bạn là Sơn Hải, Gia Hưng, Huy Trần, Thảo Nhi, Hải Anh, Ngọc Tú, Lê Đức Quang. Đấy thì chúng ta ghi cho thầy cách làm đơn giản như vậy. Nhưng mà thầy khuyên chúng ta là chúng ta nên biết thêm cách số 2, bởi vì sau này chúng ta nên làm theo bảo toàn khối lượng là nhanh nhất. Bởi vì đỡ viết công trình. Em chỉ cần nhớ thầy nhé, một mol chất béo là ST3 chức thì sẽ cộng với 3 NaOH, nên NaOH của chúng ta là 0,6 mol. Và nó luôn luôn thu được một glycerol, vậy thì glycerol là 0,2 mol. Đúng chưa? Dĩ nhiên với bài này thì chúng ta nên làm theo cách số 1, bởi vì mình đã viết phương trình mà mình tính muối rất là dễ. Nhưng mà có những bài tập sau này nó cho nhiều chất ý, thì chúng ta nên bảo toàn khối lượng. Em cứ trình bày thầy vào trong vở cẩn thận là bảo toàn khối lượng thì ta có ngay là m của xà phòng hay là m của muối. Đấy, m của muối. Thì tôi sẽ lấy chất béo ban đầu là 178 cộng với NaOH là 0,6 nhân 40 và trừ đi glycerol. Glycerol thì làm nhiều rồi, em sẽ thuộc phân tử khối của nó là 92, 0,6 nhân 92 thì bấm thành kết quả nhé. 178 cộng 0,6 nhân 40 trừ 0,2 nhân 92 thì ra kết quả là 183,6. Đấy thì tùy các bạn làm theo cách nào cũng được, nhưng mà thầy khuyên chúng ta là nên làm theo cách số 2 để chúng ta bấm cho nó nhanh, đỡ mất công viết phương trình. Tiện đây thì thầy nhắc các bạn là một số cái phân tử khối mà chúng ta nên nhớ thêm là chú ý cho thầy, em nào quên thì ghi lên thầy chú ý là M lớn của glycerol là C3H5OH3 lần đấy. Em làm nhiều em thuộc nó là 92. M lớn của NaOH thì nó là 40. M lớn của KOH đó là 56. Em phải nhớ cho thầy là khi mình thuộc cái phân tử khối ấy, thì cái chuyện mình tính toán nó sẽ nhanh hơn rất nhiều, thậm chí là nhanh hơn gấp đôi, gấp ba so với những bạn khác. Nên là chúng ta muốn giải nhanh được thì ta phải thuộc phân tử khối. Nhớ chưa? Em nào mà không thuộc thì chúng ta nên ghi lại. Mấy cái hay gặp này này. Rồi, đấy là ví dụ số 1. Em ghi tiếp với thầy ví dụ số 2. Chúng ta sẽ làm cả bài tập điểm thấp với bài tập điểm cao nhé. Ví dụ số 2. Em làm thầy bài tập tương tự thôi. Cho 1 kg mỡ lợn chứa, em ghi đấy, cho 1 kg mỡ lợn chứa 80,6% chi palmitin chấm phẩy, còn lại là tạp chất, mở ngoặc, không phản ứng với NaOH. Được chưa? Cho 1 kg mỡ lợn chứa 80% chi palmitin, 80,6% chi palmitin. Em nhớ thầy là mỡ động vật ý, thì thành phần chủ yếu của nó là chất béo no, hiểu chưa? Thì chúng ta mới đề cập đến chi palmitin. Đấy. Phản ứng với NaOH vừa đủ thu được, chúng ta ghi nhé, m gam xà phòng. Nhưng mà bài này nó khác bài kia một chút, đó là tính m. Tính m biết trong xà phòng chứa 75% muối của axit béo. Được chưa? Ở đây thì chúng ta lưu ý hộ thầy là cái xà phòng ngày nay mà chúng ta dùng ấy thì trong thành phần của nó đúng là có muối và axit béo. Nhưng không phải là 100% đâu, mà nó còn có các cái chất độn, chất phụ gia, chất bảo quản, chất tạo mùi, tạo hương. Đấy. Ví dụ bây giờ chúng ta thấy ngay là xà phòng của em giặt quần áo thì nó có thể có mùi hoa hồng hoặc mùi hoa nhài, đúng không? Hoặc là mùi lavender gì đấy. Thì những cái đấy là chất tạo mùi. Hoặc là chúng ta phải có thêm chất bảo quản để nó tránh bị phân hủy, tránh bị nó biến đổi chất trong quá trình nó tiếp xúc với không khí, với nước. Đúng không? Thì chúng ta lưu ý cho thầy là trong xà phòng bây giờ ấy, không phải 100% là muối của axit béo đâu, mà nó chỉ có 75% với bài này thôi. Có thể có những cái trường hợp thì nó là tám mấy phần trăm, nhưng mà trong bài này chúng ta đang đề cập đến một đề bài đó là có 75%. Thì việc của chúng ta rất đơn giản là chúng ta tính cái muối. Ví dụ như bài này ta tính được cái muối này bằng này gam. Sau đó chúng ta chỉ cần chia cho 75% là ra được khối lượng của xà phòng. Bây giờ thầy sẽ cho các em khoảng 2 phút để chúng ta chép nốt đề bài và chúng ta giải cái bài này nhé. Lời giải nó rất là dễ, cái mấu chốt là em biết chi palmitin là gì thôi, là C15H31CO tất cả 3 lần C3H5, viết phương trình với NaOH ra, được chưa?
thì nó biến thành C15H31CONa. Cái muối của chúng ta đây này, ta phải tính cái muối này, được chưa? Cộng với glycerol. Đó, chúng ta bấm máy này. Làm nhé. Để thầy đợi chúng ta khoảng 1 phút nữa chúng ta làm xong rồi thầy sẽ chữa. Để các em ghi chép đề đi. Ở đây thầy bấm luôn hộ các bạn này. 1 cân mỡ lợn có 80,6% chibamitin. Thì chúng ta sẽ bấm cho thầy được khối lượng của chibamitin là 80,6% nhân với 1.000g là bằng 806g. Đúng không? Em có thể ghi luôn thầy là M của chibamitin thì nó bằng 806g. Và chúng ta sẽ đổi cho thầy là hay, nó là 1 mol. Đấy. Chúng ta có thể viết phương trình hoặc không viết được nhé. Em nên dùng, thầy khuyên chúng ta là bảo toàn khối lượng. Để chúng ta bấm hộ thầy là M muối bằng, từ M muối thì chúng ta sẽ bấm thầy được M của xà phòng. Em ơi thầy viết tắt chữ XP là xà phòng nhé. Để chúng ta bấm thầy xem kết quả bao nhiêu. Rồi ok, thì thầy đã nhìn thấy rất nhiều bạn trả lời là 1.112g hay là 1.12 cân. Huy Trần như em đánh số nhầm đúng không? 111.2 kg thì nhiều quá. Đấy thì chúng ta bấm thầy này. Cái này là 1 mol. Thì NaOH của mình nó sẽ là 3 mol. Muối của mình đây là 3 mol. Dĩ nhiên là em có thể bấm thẳng các đoạn được. Đấy, nhưng mà sau này thì thầy khuyên chúng ta là bấm vào toàn khối lượng. Cái này nó là 1 mol. Được chưa? Thế bây giờ chúng ta chỉ cần bấm vào thầy như sau. Bảo toàn khối lượng M muối thì tôi sẽ lấy là 806 nhé. Cộng với NaOH là 3 x 40 này. Trừ đi glycerol là 1 x 92. Thì M muối của chúng ta nó sẽ bằng bao nhiêu? Đúng không? Ta có là 806 cộng 40 x 3 trừ 92. Thì nó bằng 834g. Nhưng em nhớ hộ thầy đây là muối nguyên chất. Đấy. Ngày xưa thì đúng là người ta làm xà phòng người ta chỉ lấy cái muối này thôi. Nhưng bây giờ thì xà phòng nó không chỉ là cái muối này mà có phải thêm cái chất tạo hương, tạo mùi, chất bảo quản. Chứ còn chúng ta mà lấy cái xà phòng mà không có mùi gì thì chả ai mua đâu. Nó phải có mùi thơm, đúng không? Đấy, hoặc là có thêm những cái chất bảo quản để dùng được lâu nữa. Nên đến đây em suy luôn cho thầy là M của xà phòng thì em sẽ lấy 834. Và em nhớ là xà phòng này thì nó có 75% là muối này. Thì muốn tính khối lượng xà phòng ta lấy cái này, ta chia 75% là ra kết quả. Em bấm thầy là 834 chia cho 0,75 thì nó sẽ bằng 1.112g. Được chưa? Có nghĩa là từ 1 cân mỡ lợn tôi sản xuất được hơn 1 cân xà phòng. Rồi, đấy các bạn đều làm chính xác. Bạn Hiếu Trần, Lê Quang Minh, Quang Minh, Ngọc Tú, Hải Anh, Dương Đặng Phương Nam, Sơn Hải, Gia Hưng, Đức Quang, Phúc Bách, Huy Trần, Đỗ Bảng Anh. Tốt. Đấy, Bảng Anh này chăm chỉ cố gắng em nhé. À, bây giờ thầy sẽ cho chúng ta một vài bài tập mà thầy đã in trong cái tài liệu của chúng ta rồi. Thì bây giờ đợi thầy cắt từ cái tài liệu này sang nhé. Đấy, chúng ta cũng không mất công phải chép vào vở đâu. Em thích thì em mở tài liệu ra luôn. Chúng ta làm quen thầy với dạng bài này. Đây là dạng bài nâng cao. Thì thầy sẽ cho chúng ta làm một cái bài mà theo đúng cái trend thi bây giờ. Đó là nó bảo là tính khối lượng chất ban đầu để sản xuất được ví dụ 1 triệu bánh xà phòng hoặc là 1 triệu... chai nước rửa tay chẳng hạn. Đấy thì chúng ta đợi thầy chút. Đây. Thầy sẽ đổi cái đề mục như lên có 4. Đây, xin mời các bạn làm cho thầy cái ví dụ số 3. Được chưa? À, cái câu này thì nó có trong tài liệu của các em đấy. Nhưng mà thôi thì chúng ta không cần biết nó ở chỗ nào. Em chỉ cần làm thêm bài này. Rồi lát dạy xong lý thuyết thì thầy sẽ giao bài tập. Chúng ta biết ở bài nào chúng ta làm lại cũng được. Làm lại cho nó chắc. Ok chưa?
Bây giờ em đọc đề bài trên màn hình đi. Cái bài này em không nhất thiết phải ghi ở vở đâu. Bởi vì trong tài liệu chúng ta thì không thiếu bài. Bây giờ nó bảo là một loại chất béo có 75% chi stearin. Đây là bài khó luôn nhé. Bài này nếu mà trong cái kiểu thi mới, với lại cái chương trình phổ thông mới bây giờ thì bài này phải là bài 9 điểm. Nhưng mà lời giải nó rất là dễ, nó chỉ có 1-2 dòng thôi. Chúng ta nhớ này, chất béo có 75% chi stearin để sản xuất được 3.000 bánh xà phòng nhé. 3.000 bánh xà phòng. Đấy, thì cần tối thiểu x cân chất béo trên. Biết rằng là mỗi bánh có 70g muối này. Sodium stearate thì nó chính là gì? Đó chính là C17H35CONa. Thì cách xử lý bài này như sau là chúng ta viết thành cái phương trình là C17H35CO tất cả 3 lần C3H5, đúng không? Cộng 3NaOH thì sản phẩm của chúng ta nó sẽ là ba cái phân tử muối đấy, C17H35CONa cộng với C3H5OH 3 lần. Được chưa? Bây giờ với cái bài này thì chúng ta tính toán kiểu gì? Thì bây giờ chúng ta phải tính cho thầy được là tổng khối lượng muối, đúng không? Em có thể ghi luôn là M cái anh này này. Một bánh xà phòng có 70g, vậy thì tôi có 3.000 bánh. Thì tôi sẽ lấy 3.000 nhân 70, đúng không? Tôi chia luôn cho 1.000 nhé, để tôi đổi ra cân. Đấy, thì coi như là 3 nhân 70 là 210kg. 210kg, đúng chưa? Thì bây giờ cách thứ nhất là chúng ta sẽ tính theo phương trình. Đấy, hoặc là cách thứ hai thì em đổi cái anh này ra mol thì chúng ta cũng tính tương tự. Thì bây giờ chúng ta sẽ tính theo kiểu học sinh lớp 8 thế này này, theo phương trình. Thì anh này là 890, có đúng không? Anh này là 890 phân tử khối này. Thì nó tạo ra 3 phân tử khối của muối. 3 muối này thì sẽ là 3 nhân với 306. Em tự bấm cho thầy là phân tử khối của muối là 306 nhé. Nhân với 3 thì nó sẽ tạo ra được 918g muối. Thế theo bài ra thì anh này của chúng ta là 210 cân. Thì hiển nhiên là chúng ta sẽ tính được anh này. Bây giờ cái chương trình phổ thông mới nó rất chuộng bài tập điều chế. Bởi vì bài tập điều chế nó mới là thực tế của hóa học. Là người ta cần đào tạo ra con người biết làm việc, biết tính toán. Thì đây chính là cái gen thi kiểu mới của các em. Đấy thì chúng ta sẽ tính được ngay. Cái này chúng ta sẽ tính theo tích chéo, đúng không? Đấy. Chúng ta sẽ lấy 210 nhân 890 chia 918 là xong. Nhé. Em ghi thầy hiệu suất là bằng bao nhiêu phần trăm. Bài này không có hiệu suất, có nghĩa hiệu suất 100%. Thì cái lượng ở đây nó sẽ là 210 nhân 890 và chia cho 918 thì nó bằng bao nhiêu luôn. Đúng không? Bấm theo đường chéo. Lấy 210 nhân 890 và chia cho con số ở bên tay phải kia là 918. Bấm thôi. 210 nhân 890 chia 918 thì nó sẽ bằng là 203,6 kg. Đấy. Nhưng mà em nhớ cho thầy là cái muối này nó lại chiếm có nhớ là cái chi stearin lại chiếm 75% chất béo. Thì chúng ta bây giờ ta phải bấm cho thầy được cái chất béo này nặng bao nhiêu gam, đúng không? Đơn vị ở đây là kg nhé. Vậy thì em ghi luôn cho thầy là M của chất béo. Em ơi thầy viết tắt là cờ bờ này chất béo nhé. Ta lấy 203,6 chia cho 75%. Bởi vì chi stearin chỉ chiếm có 75% của chất béo. Ta lấy cái này ta chia cho 0,75. Thì kết quả là 271. Xấp xỉ kg. Đúng chưa? Đấy là thầy làm mẫu cho một bài. Rồi các bạn khác ghi chép cho thầy. Ghi chép cho thầy. Sau đó chúng ta sẽ làm thêm một bài tương tự là chúng ta kết thúc cái phần này luôn. Đấy, cái phần này thì nghĩ là chúng ta thừa năng lực để chúng ta xử lý được rồi. Sau đó em làm thầy câu số 4 nhé. Đây thầy cắt từ cái tài liệu của mình ra thôi mà. Được chưa? Thầy đọc lại này, câu số 3 thì chúng ta sẽ ra kết quả là 271 là đáp án A. Thầy nhìn thấy bạn Phúc Bách, bạn Gia Hưng bấm rất nhanh. Thế bây giờ thầy cũng yêu cầu tất cả các em làm thầy tương tự. Được chưa? Làm thầy tương tự nhé. Bây giờ là potassium, bài này là muối của kali cơ. Thì chúng ta sẽ ghi thầy là C15H31COK. Chúng ta sẽ bấm anh này là bằng bao nhiêu cân. Đấy, sau đó viết phương trình và làm tương tự. Thầy cho luôn phân tử khối của cái muối đấy nhé. Là, đợi thầy tí, 278 cộng thêm 39 trừ 23 là 294. Đấy thì em nhớ thầy là M lớn của cái muối C15H31COK là 294. Được chưa? Thầy đợi chúng ta làm nhé. K
em không phải chép bài vào đâu, vì cái này có trong tài liệu của mình rồi. Em chỉ cần về em nhìn lại trong cái tài liệu, câu nào mà có hình tương tự em khoanh vào luôn. Chúng ta có cái phương trình là C15H31CO tất cả 3 lần C3H5. Thì sản phẩm của nó là C15H31COK, đúng không? Theo đúng tỷ lệ như vậy, cộng 3KOH nhiệt độ tạo thành anh này cộng glycerol. Trình bày là theo phương trình, không phải chép đề đâu, em nhìn trên màn hình em làm là nháp thôi. Anh này là 806 em nhé, nhớ phần tử khối 806. Anh này sẽ là 3 nhân với 294 thì nó sẽ là 882, theo đúng phương trình đấy. Thế theo bài ra, anh này của chúng ta nó là 7,35.000 bánh. Thì tôi đổi luôn 7.350 này nhân với 60, nhưng tôi phải chia cho 1.000, đổi hết là cân, thì nó bằng 7,35 nhân 60, đúng không? 7,35 nhân 60 thì nó bằng 441 kg. Đấy, cái này là 441, thì anh này sẽ là bao nhiêu? Thế là xong. Sau đó chia tiếp 80%. Chương trình phổ thông mới thì những bài tập này đang là bài tập khó. Đấy, thì chúng ta tập trung xem chúng ta có xử lý được không. Thế cho chúng ta thêm 1 phút nhé. Em ghi chép nốt, tính toán nốt và comment thầy. Ai làm được thì cứ comment đi. Bây giờ chúng ta tính bình thường thôi, đúng nhỉ? Tính kiểu học sinh lớp 8 ấy, theo phương trình, theo bài ra. Cái kiểu này thầy hướng dẫn chúng ta rất nhiều nhé. Trong cái phần trước là những cái bài tập thực tế điều chỉnh ester ấy, thì bài này cũng thế này. Đấy. Chúng ta sẽ lấy là 441 nhân 806 chia 882. Bài này nó không có hiệu suất. Được chưa? Thì chúng ta bấm hộ thầy là 441 nhân 806 chia 882 thì nó bằng 403 kg. Nhưng đây mới chính là lượng chi palmitin nguyên chất mà nó bắt mình tính chất béo, thì m của chất béo thì chúng ta sẽ lấy 403 chia cho 80%, bởi vì trong chất béo chi palmitin chiếm 80%, thì chúng ta sẽ bấm thầy là chia 0,8, 80% là 0,8 nhé, 503,75 kg. Đáp án của mình là B, được chưa? Bây giờ tại sao cái chương trình phổ thông mới người ta lại hay đề cập đến những bài tập kiểu này? Thì cái lý do rất đơn giản, đó là cái chương trình phổ thông mới nó hướng tới người học. Là người học, người ta học xong, người ta sẽ biết cách sản xuất, biết cách làm việc. Thì cái này đúng là như vậy. Ví dụ bây giờ em mở một cái cửa hàng sản xuất xà phòng handmade. Hiện nay là rất nhiều người trẻ là mở những cửa hàng sản xuất xà phòng handmade em ạ. Và rất nhiều bạn trẻ đã khởi nghiệp thành công. Em có thể xem trên TikTok có những anh mà về quê xong là thu mua những cái nông sản ở địa phương ấy, xong là kết hợp với việc sản xuất xà phòng và bán xà phòng khắp cả nước. Những cái xà phòng đấy nó rất nhiều người ưa chuộng. Ví dụ xà phòng chanh leo cũng có này, xà phòng mà có cái hương bưởi, xà phòng có thêm cả gì nữa nhỉ, mướp đắng cái thứ, đúng không? Người ta bán rất nhiều. Thế thì bây giờ chúng ta cần là gì? Ví dụ bây giờ có một đơn hàng thầy Trọng thầy đặt là 1.000 bánh xà phòng để thầy mua thầy tặng cho học sinh. Thế bây giờ các em là người sản xuất thì em phải biết tính toán là với 1.000 bánh xà phòng, mỗi bánh 60g như thế này, đúng không? Thì chúng ta phải tính toán được cái lượng nguyên liệu đầu vào để chúng ta còn nhập nguyên liệu về để chúng ta sản xuất chứ. Nhập nhiều quá không được, không biết tồn kho nó có thể âm vào vốn. Còn nhập ít quá thì lại không đủ số lượng. Đấy, nên là chúng ta lưu ý hộ thầy là sau này những người người ta làm việc chuyên nghiệp ấy, là người ta phải biết tính toán, biết dự trù. Đấy là cái chương trình phổ thông mới nó hướng tới điều đó. Và bây giờ những bài tập vô bổ nó không còn nữa. Thì nhắc các em nhé, là những bài tập vô bổ kiểu như là những bài tập đốt cháy một đống chất, hoặc là cho một đống chất này phản ứng một đống chất khác, rồi phải lập rất nhiều phương trình rồi giải hệ phương trình, thì bây giờ gần như nó tuyệt chủng. Mà thay vào đấy là những bài tập kiểu như thế này. Em có thể đọc những cái đề thi học kỳ của các sở lớn trên cả nước, hoặc là đọc trong sách bài tập ấy, thì hiện nay là những cái bài tập kiểu này mới đúng là bài tập mà chúng ta cần quan tâm. Rồi, rất nhiều bạn đã trả lời đáp án B. Đấy, có bạn Bảng Anh, Phúc Bách, Phúc Đoàn, Lê Đức Quang, Gia Hưng, Hải Anh, Quang Minh, Sơn Hải, Quang Minh, Huy Trần, Hiếu Trần. Đấy, các bạn làm rất tốt. Các bạn khác thì cũng tập trung ghi chép nhá và tính toán tương tự. Rồi, đấy là xong cái phần tính chất rất quan trọng, đó là phản ứng thủy phân trong môi trường kiềm. Thầy nhắc các bạn là thủy phân trong môi trường kiềm là phản ứng một chiều. Nhớ chưa? Và sản phẩm của nó được dùng để sản xuất ra xà phòng là muối của axit béo đấy và glycerol. Sau này đi thi thì người ta có thể không hỏi về muối mà người ta lại hỏi về glycerol. Ví dụ hỏi để điều chế nước rửa tay
À, tiện đây thầy cho chúng ta làm thêm một bài nữa. Đấy, nói chung là chúng ta nên làm cái bài này cho nó quen, bởi vì trong bài tập ở nhà đằng nào mình cũng làm lại mà, đúng không? Thì mình chỉ cần nhìn thấy bài là mình sẽ khoanh được luôn. Em làm thêm thầy một bài nhé. Bài này có trong tài liệu của chúng ta hết, thầy chỉ cắt ra để chúng ta làm cho nó thuận tiện thôi, nhìn cho nó đỡ bẩn bẩn, chữ thầy nó hơi xấu đấy. Đây, chúng ta nhìn thấy cái bài này, làm thêm cho thầy câu 5. Thì thời gian chúng ta không 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 thiếu, chúng ta làm càng nhiều bài càng tốt. Em nhìn thấy này, nó bảo là một chất béo có 80% chi stearin, thì nó cũng tương tự bài trên thôi. Bây giờ chúng ta sẽ viết thầy phương trình là C17H35CO tất cả 3 lần C3H5. Bài này nó không sản xuất ra muối mà nó bắt sản xuất ra glycerol có trong cái chai nước rửa tay cộng với NaOH. Em viết phương trình cho nó vui, chứ còn về bản chất em thuộc được tỷ lệ nó tốt nhất nhé. Thầy khuyên chúng ta là thuộc tỷ lệ phản ứng, có nghĩa là một chất béo thì tạo thành một glycerol, thì lúc đấy chúng ta làm nó rất là đơn giản, đúng không? Đây, chúng ta sẽ trình bày là theo phương trình này. Anh này là 890, anh này phân tử khối 92 này, theo bài ra đấy. Em tính tiếp đi, không phải chép đề đâu, yên tâm. Cái phần viết tay này thầy sẽ gửi cho chúng ta, em có thể chép lại sau hoặc không em viết thẳng vào cái tờ bài tập của mình á. Thầy đọc lại chúng ta nhé, là một loại chất béo có 80% chi stearin, nên cái việc thuộc phân tử khối là 890 nó siêu quan trọng là như vậy. Để sản xuất 4,6 triệu nhé, triệu nhé, 4,6 nhân với 10 mũ 6 đấy, chai nước rửa tay có chất dưỡng ẩm cần tối thiểu x tấn chất béo trên. Biết rằng mỗi một chai thì người ta phải có 6 gram glycerol. Bài này nó bắt mình đổ ra tấn thì thầy đổi hộ các bạn này là m của glycerol. Thì nữa một chai là 6 gram, nhưng mà bây giờ tôi có 4,6 triệu chai cơ. Thì tôi tính luôn, nhớ là 4,6 triệu chai thì 1 tấn cũng bằng 1 triệu gram. Vậy thì tôi không cần đổi đơn vị, tôi lấy 6 nhân 4,6 thì nó sẽ ra đơn vị là tấn. 6 nhân 4,6 thì nó bằng là 27,6 tấn. Tấn. Em ạ, 27,6 tấn. Nhớ nhá. Còn nếu mà em đi thi trắc nghiệm em chả cần đổi đơn vị, em chỉ nhìn mặt số được. Còn bài này đơn vị chuẩn nó là 1 tấn này thì nó bằng 10 mũ 6 gram này. 1 tấn nó 10 mũ 6 gram. Được chưa? Đấy. Nên là chúng ta có lấy 4,6 nhân 10 mũ 6, tí nữa tạm chia cho 10 mũ 6 thì nó cũng triệt tiêu. Đấy, theo bài ra thì anh này là 27,6 đơn vị là tấn. Thì tính ngay được anh này là bao nhiêu. Sau đó chúng ta chia tiếp 80% là xong. Nói chung bây giờ chúng ta đã thành thạo bài này rồi. Đấy, chúng ta học lý thuyết nhưng mà tiện đây là thầy dạy luôn bài tập. Nên cái buổi này nó sẽ bằng hai buổi khác cộng lại. Để chúng ta cố gắng ghi chép cẩn thận. Đấy, cho chúng ta thêm 30 giây. Bạn nào mà chưa biết làm thì comment nốt để thầy xem chúng ta có hiểu bài không. Thầy muốn tất cả các em comment cơ. Tất cả chúng ta comment để xem là chúng ta đã biết làm rồi nhé. Rồi, rất nhiều bạn đã trả lời đáp án A. Xem là chúng ta tính ra bao nhiêu nhé. À, theo phương trình là 890 gram anh này tạo thành 92 gram anh kia. Thế theo bài ra là tôi có sản phẩm là 27,6. Thì anh ban đầu tôi sẽ lấy 27,6 nhân 890 chia 92 thì nó bằng bao nhiêu? Nhân 890 chia 92 thì nó sẽ bằng là 267 đơn vị là tấn. Vậy thì từ đó chúng ta sẽ bấm cho thầy được M của chất béo. Em lấy 267 chia 80% thì nó bằng, chia 0,8 thì kết quả của mình nó bằng 333,75. Đáp của mình là A. Rồi, ok. Đấy là câu số 5. Em chỉ cần nắm được cái tỷ lệ phản ứng là chúng ta kết thúc được bài toán, đúng không? Và dĩ nhiên là phải thuộc phân tử khối các chất thì làm nó mới nhanh. Còn không thuộc phân tử khối các chất thì cứ ngồi mà bấm thôi. 17 nhân 12 cộng 35. Sau này cộng với 12 cộng 16 cộng 16. Sau này đóng mở ngoặc 3 lần xong cộng C3H5 thì mất bao nhiêu thời gian. Thuộc nhé. Rồi, những bạn chọn A có bạn Quang Minh, Hiếu Trần, Sơn Hải, Ngọc Tú, Gia Hưng, Lê Quang Minh, Hải Anh,
Quỳnh Anh, Phúc Bách, Huy Trần, Phương Vi, Ngân Hà, Đỗ Linh, Diệu Thảo, Đức Quang, Bảng Anh, Phương Anh. Rồi ok các em. Đấy là cái lời giải chi tiết cho cái dạng toán này luôn. Và thực tế là trong chương trình phổ thông hiện nay là chúng ta chỉ có bài tập này thôi. Nhá. Chỉ có bài tập là tính theo phương trình này thôi, chứ không có bài tập phức tạp nào đâu. Ok các bạn, bây giờ chúng ta sẽ sang tính chất số 3. Tính chất số 2 của chúng ta là thủy phân trong môi trường kiềm, còn gọi là phản ứng xà phòng hóa. Em ghi thầy tiếp theo, ba nhỏ. Em ghi thầy ba nhỏ. Phản ứng của chất béo không no. Phản ứng của chất béo không no. Phản ứng của chất béo không no. À, chúng ta đã nói với nhau từ đầu giờ đó là chất béo không no thì muốn dễ vận chuyển, dễ bảo quản thì người ta sẽ phải cho nó phản ứng với hydrogen, hay gọi là phản ứng hydrogen hóa đấy, để nó chuyển từ dầu thực vật thành bơ, đúng không? Đấy, hoặc một số loại mỡ rắn thì người ta mới dễ vận chuyển, dễ bảo quản được. Thì chúng ta ở đây ta chỉ quan tâm cho thầy là phản ứng với H2 nhé. Em ghi thầy một vài phương trình ví dụ thôi, là C17H33. Thầy hỏi các bạn, các em thử comment hộ thầy cái hệ số cân bằng nhé. 3 lần C3H5 cộng với H2 thì đố các bạn biết cân bằng mấy với H2 đấy. Các em thử trả lời thầy cân bằng mấy với H2. Phản ứng tối đa nhé. Xúc tác của những phản ứng này là niken nhiệt độ thì nó biến thành C17H35 COO tất cả 3 lần C3H5. Đó. Thì xin mời các bạn thử trả lời. Cái này là chi olein. Và cái sản phẩm này là chi sterarin. Chúng ta lưu ý cho thầy là trong một cái gốc C17H33 có một nối đôi. Vậy thì ở anh này có ba gốc là nó có ba nối đôi thì mình sẽ cân bằng 3 và H2. Được chưa? Mình sẽ cân bằng 3 và H2 nhé. Rồi ok các bạn đều trả lời chính xác. Đó. Đấy, các bạn đều trả lời 100% chuẩn đấy. Huy Trần, Gia Hưng, Hiếu Trần, Quang Minh, Đức Quang, Ngọc Tú, Đỗ Linh, Sơn Hải, Thanh Thảo Nguyên, Bảng Anh, Lê Quang Minh. Rồi. Đấy là cái này. Tương tự như thế chúng ta có C17H31 CO tất cả 3 lần C3H5 mà cộng với H2 thì thầy dạy các bạn luôn là cân bằng 6 và H2. Tại vì một cái gốc này này là có hai nối đôi. Thế bây giờ cái này có gấp 3 lần lên là 3 gốc thì nó sẽ có 6 nối đôi thì sẽ cộng với 6H2. Xúc tác niken nhiệt độ thì nó biến thành C17H35 COO tất cả 3 lần C3H5. Anh này là chi linolein và anh này là chi sterarin. Được chưa? Đấy. Từ đó là chúng ta biết ngay là để chuyển hóa từ dầu thực vật thành bơ hoặc là mỡ rắn thì chúng ta dùng phản ứng hydrogen hóa để cho nó dễ vận chuyển, dễ bảo quản, đúng không? Em sẽ suy lại thầy luôn là để chuyển hóa, em thích thì ghi lại nhé, dầu thực vật thành bơ, chúng ta hay gọi là bơ thực vật là như vậy đấy, phải mỡ rắn vân vân, ta dùng phản ứng hydrogen hóa nhé. Hydrogen hóa có nghĩa là hydro hóa đấy. Mục đích, em ghi thầy mục đích. Mục đích ngày xưa đó là để dễ bảo quản. Dễ bảo quản. Phải vận chuyển chất béo. Ngày xưa thì không có điều kiện phương tiện như bây giờ. Chứ bây giờ mà có những con tàu người ta vẫn chở được dầu, đúng không? Đấy, tàu chở dầu mấy chục nghìn tấn hoặc là mấy trăm nghìn tấn nó vẫn lênh đênh ngoài biển hàng ngày. Nhưng mà ngày xưa thì chúng ta phải hiểu là trong cái điều kiện là thô sơ thì chúng ta để chuyển từ dầu ăn thành bơ thì chúng ta phải có một kỹ thuật riêng. Thì vì thế là chúng ta mới bảo quản, mới xuất khẩu được, mới bán cho các nước khác được. Lưu ý nhé, để chuyển hóa từ dầu thực vật thành bơ hoặc mỡ rắn thì người ta dùng phản ứng hydrogen hóa, ghi đầy đủ cho thầy. Và lý do của việc đó, đó là để dễ bảo quản, dễ vận chuyển. Đừng có mà chủ quan, thỉnh thoảng có đề thi nó hỏi tại sao lại phải chuyển từ lỏng thành rắn. Thì lý do đầu tiên, đó là lý do bảo dễ bảo quản và dễ vận chuyển. Được chưa? Còn lý do khác thì chúng ta có thể quan tâm đến giá cả, tiền bạc các thứ đấy, đúng không? Có rất nhiều lý do, nhưng mà đây là lý do quan trọng nhất. Rồi, ok. Tương tự như thế thì chúng ta cũng sẽ thấy ngay là chất béo không no này chắc chắn là sẽ có phản ứng với H2 này, phản ứng với brom này, iốt này,
KMNO4 vân vân. Nói chung là thằng nào không no có tính chất gì thì anh này cũng có tính chất như vậy. Nhưng mà trong khuôn khổ chương trình phổ thông thì chúng ta chỉ quan tâm phản ứng với H2. Được chưa? Còn cái thời bọn thầy học ngày xưa ấy, là bọn thầy phải học cả cái phản ứng với iốt. Bởi vì sau này nó có một cái thuật ngữ người ta gọi là chỉ số iốt của chất béo. Cái chỉ số iốt là cái iốt nó cũng phản ứng tương tự như H2 thôi. Có nghĩa là anh này cộng với 3H2 thì nó sẽ cộng với 3Y2. Thì sản phẩm của mình thay vì mình viết là C17H35 thì bây giờ mình viết là C17H33. Sau đó mình gắn cái Y2 vào đây. CO tất cả 3 lần C3H5. Đấy là thời bọn thầy ngày xưa đi học thì học thêm cả phản ứng với iốt. Nhưng bây giờ thì chương trình phổ thông mới thì chúng ta không phải học. Chúng ta yên tâm nhé. Với lại kể cả nó có thỉnh thoảng gặp có thầy cô mà người ta dở người nên người ta cho vào bài tập thì chúng ta cũng hiểu được cái tỷ lệ là được. Chỉ cần hiểu tỷ lệ là H2 phản ứng thế nào thì Y2, BR2 phản ứng đúng như vậy thôi. Nhớ chưa? Đấy là phản ứng của chất béo không no. Chúng ta sang tính chất cuối cùng. Đấy, tính chất cuối cùng. Bốn nhỏ. Em ghi cho thầy là hiện tượng dầu mỡ bị ôi thiêu. Hiện tượng dầu mỡ. Mỡ này là mỡ lợn, mỡ bò thì nhé, chứ phải là mỡ bôi trơn đâu. Bị ôi thiêu. Hiện tượng dầu mỡ bị ôi thiêu. Các em ở Hà Đông, Hà Nội, các em biết là mình có cái chợ Vồ đấy. Đấy, thì chợ Vồ là một trong những trung tâm buôn bán thịt thối nổi tiếng nhất miền Bắc. Nhưng mà những năm cách đây khoảng 15-20 năm, bây giờ thì nó dẹp hết rồi. Đấy. Nghe giống đề thi học sinh giỏi à? À, cái ông học kỳ 2 của khoa tự nhiên à? Chợ Vồ Hà Đông là một trong những trung tâm buôn bán thịt thối, là thịt ôi thiêu đấy, lớn nhất miền Bắc. Nhưng mà cách đây khoảng 10 đến 20 năm là ngày xưa là cái báo VTC nó có một cái series khoảng mấy chục cái phóng sự, nó điều tra về con đường đi của thịt ôi thiêu, mà cái điểm đến cuối cùng nó là chợ Vồ mà. Đấy chưa? Chợ Vồ Hà Đông. Thì cái chợ đấy nó là như thế nào? Là những cái tiểu thương ở Hà Nội á, thậm chí các tỉnh khác ấy, là người ta mua bán thịt lợn. Nhưng mà em phải hiểu thịt lợn thì bán có thể nó ế, nó không hết. Ví dụ một ngày em nhập một tạ thịt lợn về nhưng em chỉ bán được 80 cân thôi. Thế còn 20 cân còn lại chẳng em mang về nhà em ăn à? Đúng không? Thế bây giờ em phải có một nơi để người ta thu mua. Và cái chợ Vồ Hà Đông là nơi mà người ta sẽ thu mua về. Thu mua ví dụ bình thường một cân thịt lợn là 100.000, nhưng mà người ta chỉ mua có 30.000 hoặc 20.000 thôi. Thì những người đi kinh doanh người ta phải bán được cái đấy gọi là hàng tồn kho, hoặc là những cái tóm lại người ta phải thoát được hàng, người ta phải bán được để người ta còn kiếm thêm mấy đồng để người ta còn làm vốn để ngày mai người ta tiếp tục đi kinh doanh. Thì khắp mọi nơi ở khu vực Hà Nội là thịt thừa, thịt ôi thiêu là chuyển hết về chợ Vồ. Và các tiểu thương chợ Vồ người ta mua về, sau đó người ta làm gì? Là người ta sẽ mua hóa chất, thường là phóc môn các thứ ấy, hoặc là một số cái bột tẩy. Người ta ngâm, thì sau một đêm nhá, cái miếng thịt ôi em biết rồi, miếng thịt ôi nhìn nó rất là nhợt màu, đúng không? Bình thường một miếng thịt tươi nó sẽ đỏ, nhìn rất là đỏ, đỏ tự nhiên đấy. Nhưng mà nếu mà miếng thịt mà để từ sáng đến chiều, nhìn cái miếng thịt, cái màu nó rất là nhợt. Và cái màu đấy nó nhìn biết ngay là thịt ôi thiêu. Nhưng mà đã qua bàn tay các tiểu thương ở chợ Vồ Hà Đông, thì hôm sau cái thịt đấy nó giống như kiểu một cô gái quê ấy, hôm sau lại trở thành một cô hoa hậu ngay. Được chưa? Nó lại đỏ tươi như ban đầu luôn. Và người ta lại bán được với giá 90.000, 100.000. Dĩ nhiên người ta có thể bán rẻ đi. Và nó sẽ đi vào đâu? Đi vào các cái quán chả nướng, đúng không? Các quán ăn bình dân, các quán phở. Đấy. Thì chúng ta lưu ý nhé. Nên bạn nào mà có đi ăn cơm hàng, cơm chợ ấy, thì chúng ta cần phải cảnh giác là rất nhiều nơi. Thực tế là hiện nay thì cái chợ, cái kiểu buôn bán đấy người ta dẹp đi rồi, đúng không? Công an cái thứ người ta bắt rất nhiều tiểu thương, hoặc là người ta phạt rất nhiều người rồi. Đấy, nhưng mà chúng ta lưu ý cho thầy là đã từng có thời kỳ đấy, là dưới Hà Đông chúng ta là có cái chợ Vồ, là một trong trung tâm kinh doanh thịt thối lớn nhất miền Bắc. Nó rẻ lắm mà. Hoặc bạn nào đi ăn đồ nướng ấy, em nào đi ăn đồ nướng, thầy ở Hà Đông thì biết ngày xưa thầy hay thỉnh thoảng cho học sinh đi ăn đồ nướng đấy. Em phải hiểu là ăn đồ nướng ăn no cẫnh bụng ra ấy, mà mỗi đứa chỉ có khoảng 90.000 hoặc là 89.000 thôi. Thế bây giờ những cái thịt đấy chắc chắn là bây giờ nghĩ lại thì mới tởm, bởi nó toàn là thịt, chắc là thịt thừa thôi, đúng không? Làm gì có nầm heo, nầm bò mà nó rẻ như thế đấy. Hoặc là má lợn, cái thứ làm gì nó rẻ thế, nghĩ lại cũng ghê. Đấy là lý do tại sao Việt Nam mình là một trong nước mà có tỷ lệ người bị ung thư nhiều nhất thế giới. Hình như mình đứng trong top 2 hay top 3 các nước có số người dân bị ung thư là trong top đầu thế giới đấy. Chắc top 2 hoặc top 3 cũng rất là đau lòng, đúng không? Bởi vì cái trò kinh doanh kiểu bát nháo đấy.
nó hại rất nhiều người. Thì bây giờ chúng ta sẽ học về hóa học, ta biết là tại sao miếng thịt này nó bị ôi. Chúng ta thấy ngay là chúng ta nhìn một miếng thịt để từ buổi sáng sớm vừa từ lò mổ ra thì nó đỏ tươi, nó rất là đẹp, nhìn màu sắc biết ngay. Nhưng mà nếu mà đến tầm tối muộn cái miếng thịt đấy vẫn chưa bán được ấy, người ta để trên sạp cả ngày mà, thì em ngửi cái miếng thịt em sẽ ngửi thấy một mùi rất đặc biệt, đó là mùi ôi thiêu của nó, đúng không? Ta ngửi mùi ôi thiêu nhiều ta biết rồi. Thế bây giờ hiện tượng dầu mỡ bị ôi thiêu là do đâu? Em ghi hộ thầy đó là trong, em ghi thầy nhé, trong cấu tạo, trong cấu tạo của chất béo. Thịt mỡ hoặc là dầu ăn thì nó có rất nhiều nối đôi, đúng không? Trong cấu tạo của chất béo có các liên kết đôi, liên kết đôi C nối đôi C, dễ bị oxy hóa, dễ bị oxy hóa, chính xác là oxy hóa chậm bởi oxygen trong không khí, tạo ra các hợp chất gây mùi khó chịu. Hợp chất gây mùi khó chịu. Các hợp chất gây mùi khó chịu đó thường là các peroxide. Bây giờ ta viết tiếng Anh peroxide. Các cái aldehyde, vân vân. Những cái hợp chất này có mùi rất khó chịu và chúng ta ngửi ta thấy nó biết ngay. Ngửi miếng thịt biết ngay là miếng thịt đấy còn ôi, còn tươi hay là đã ôi. Thì chúng ta lưu ý cho hộ thầy là trong cấu tạo của chất béo có rất nhiều nối đôi và các nối đôi này nó sẽ bị oxy hóa chậm bởi oxygen trong không khí, tạo ra các hợp chất có mùi khó chịu. Sau này đi thi thì chúng ta nhớ là do cái nối đôi này dễ bị oxy hóa nhé. Được chưa? Ở đây có rất nhiều người suy nghĩ rất cực đoan nhé. Các em chú ý hộ thầy là chúng ta nói với nhau là chất béo ở thể rắn thì chủ yếu là mỡ với bơ, đúng không? Nhưng mà chúng ta phải nhớ cho hộ thầy là trong mỡ với bơ ấy, không chỉ là các cái chất béo no đâu, nó cũng có rất nhiều những cái thành phần không no trong đấy. Nhưng mà chúng ta dùng cái từ là chủ yếu là các cái axit béo no hoặc các gốc của axit béo no. Còn thỉnh thoảng nó vẫn có những cái nối đôi trong đấy. Được chưa? Chúng ta nhớ là chủ yếu là các gốc axit béo no nhé. Thầy nhấn mạnh cái chữ chủ yếu. Nhưng mà cái phần còn lại vẫn có thể là có những cái không no. Nên là trong mỡ lợn hay trong mỡ bò hay là trong dầu ăn vân vân thì đều có rất nhiều những cái liên kết đôi đó. Cái liên kết đôi này rất dễ bị oxy hóa. Nên khi chúng ta sử dụng dầu ăn ấy, thì thầy cũng khuyên các em là khi chúng ta đã sử dụng dầu ăn một lần rồi, chúng ta không nên dùng đến lần thứ hai. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta để dầu ăn ra ngoài không khí thì trước tiên là nó đã bị oxy hóa bởi oxy trong không khí rồi và nó đã chuyển hóa thành chất mới và các chất đấy rất dễ gây ung thư. Aldehyde hay là peroxide đấy nó rất dễ gây các cái bệnh tật. Nên là dầu ăn đã dùng một lần rồi tốt nhất đổ đi nhé, chứ đừng có dùng lại. Thầy khuyên các em chân thành đấy. Nhiều người ta nghĩ là ở dầu ăn mình rán xong mình nhìn thấy nó vẫn có màu vàng đấy, đến chiều đến tối mình vẫn rán lại được, nhưng mà chúng ta làm như thế nhiều lần mặc dù ta tiết kiệm được tí tiền đấy nhưng mà nó ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Nên là thầy lưu các bạn là với những cái loại dầu ăn mà chúng ta đã sử dụng một lần thì tốt nhất là dùng xong chúng ta bỏ đi, hiểu chưa? Chứ đừng có mà tái chế lại. Nhiều người là rán đi rán lại hàng chục lần. Thầy đây thầy không giấu các bạn làm gì là em dâu nhà thầy nó có kinh doanh đồ ăn đấy, và ở dưới quê thôi nó có một cái quán cà phê, xong là kết hợp với đấy là bán khoai tây chiên này, bán gà chiên cái thứ đấy, xúc xích. Thì cái chảo dầu như thầy nói các bạn là một tháng nó không thay đâu. Một tháng đấy. Chảo dầu ấy, cái chảo dầu rất là to. Mình hỏi là tại sao không thay, nó bảo là ở cửa hàng em là còn có tâm nhất là một tháng thay lần, nhưng mà các cửa hàng khác khoảng 3-4 tháng người ta mới thay một lần. Sợ thật đấy. Nên từ đấy là con thầy về quê là không bao giờ thầy cho ăn mấy cái đồ chiên rán kiểu đấy. Em ạ, bởi vì sao? Bởi vì khi nó rán xong ấy, thì có thể có những cái vụn chất nó sẽ bị hóa đen, đúng không? Chúng ta thấy ngay là rán cá, rán thịt thì cái phần mấy cái phần bột các thứ nó rơi xuống bên dưới thì nó sẽ đen xì lại, cái dầu nó sẽ đen, đúng không? Sau đấy bọn nó lại lọc lại thì dầu nó vẫn có một màu nâu nâu đấy, nó cũng vẫn có màu vàng nâu nâu, nó đỡ bẩn mắt và người ta tiếp tục người ta dùng lại đấy. Thì thực tế là cũng phải hiểu cho những người kinh doanh ấy, người ta dùng đi dùng lại. Bởi vì sao? Bởi vì em phải hiểu là có những khách hàng vào người ta chỉ mua có 2 cái xúc xích thì vẫn phải cho vào cái bếp để rán, đúng không? Thế mà một lần bật bếp lên rất nhiều điện em ạ. Và cái tiền điện, tiền dầu thì nó không đủ để người ta lấy lãi được cái miếng xúc xích đấy. Nên người ta phải dùng dầu đi, dùng dầu lại. Nhưng mà thầy khuyên các em là những người khách hàng chúng ta vào những cửa hàng ăn uống kiểu đấy thì tốt nhất là chúng ta hạn chế thôi nhé. Chúng ta tự mua về nhà ta rán cho nó nhanh. Đấy. Có thể nó không ngon được như ngoài quán đâu, nhưng mà nó sẽ đảm bảo hơn
đấy là thầy nói là cái cửa hàng đấy nó còn có uy tín, nó còn có tâm, nó tháng thay một lần đấy. Còn chỗ khác nó bảo mấy tháng thay một lần anh ạ. Bởi vì một cái can dầu 20 lít đấy chúng nó đổ hết vào một lần chúng nó dán luôn, chứ nó không dán một tí dầu như mình đâu. Tại vì cái cửa hàng nó to em phải không, có những lần nó dán hàng trăm cái đùi gà thì người ta phải có một cái chảo dầu rất là to và dán đi dán lại thôi. Sau này qua đêm thì nó cứ để tơ hớ đấy, để cả cái chảo đấy cứ để nguyên như vậy, thỉnh thoảng cùng lắm nó có cái nắp nắp lại thôi, chứ còn đấy là bọn có tâm. Chứ còn bọn nó không có tâm mà nó cứ để nguyên cái chảo dầu cứ tơ hơ ngoài không khí đấy, rồi dần dần nó sẽ chuyển hóa rất nhiều những hợp chất này. Những cái hợp chất này không chỉ gây mùi khó chịu nhé, mà nó có thể là một trong nguồn để gây các bệnh tật ung thư các thứ đấy. Nên là chúng ta sẽ hạn chế sử dụng những cái đồ chiên rán nhiều lần, nhớ chưa? Đấy là hiện tượng dầu mỡ bị ôi thiêu đấy, chúng ta nói thêm. Rồi bây giờ chúng ta sang mục cuối cùng đấy, ứng dụng. Nhưng mà tiện đây thầy dạy luôn dạng bài tập của cái phần này nhé, nên buổi hôm nay sẽ rất là dài. Các em cố gắng ghi chép, đợi thầy một chút thầy loát lại là mục 45 mã ứng dụng của chất béo. Ứng dụng của chất béo đấy là cái cửa hàng có tâm, người ta còn thay dầu sau tháng trời đấy. Còn em mà ăn mấy cái xiên bẩn của mấy bà ngoài đường ấy, thầy hứa với các bạn những bà xiên bẩn đấy không bao giờ bà thay dầu ăn. Ứng dụng của chất béo, mấy cái bà mà cho lên xe đạp xong là chở rông ấy. Bây giờ các bà ấy kinh doanh kiểu đấy em phải hiểu là ví dụ như học sinh nó đi ăn ăn mấy cái đồ chiên rán đấy, thì học sinh nó toàn là đồ giá rẻ mà em, khoảng 2-3 nghìn một cái xiên. Nếu mà em ăn 1-2 cái xiên người ta không đủ để người ta lãi đâu, vì riêng cái công người ta bật bếp người ta chiên rán cho em đã mất rất nhiều tiền rồi. Nên là thường những cái đấy dầu ăn người ta phải vài tháng người ta mới thay một lần, hoặc là mỗi ngày người ta lại đổ thêm một tí, nó vơi đi người ta lại đổ thêm, nên là nó bẩn lắm. Các em tốt nhất là các em hạn chế. Đấy là lý do tại sao Việt Nam mình là một trong nước có số người bị ung thư lớn nhất trên thế giới, rất nhiều luôn. Thầy không nhớ con số nhưng mà cách đây mấy tháng thầy có đọc báo là hình như top 3 hay top 2 thế giới. Con số tưởng là nó oai nhưng mà cuối cùng là cái con số đấy đau lòng nhất trên thế giới. Ứng dụng của chất béo, em ghi thầy gạch đầu dòng đầu tiên. À, chúng ta thấy ngay là phản ứng thủy phân chất béo thì nó sản phẩm của nó là muối và glycerol, thì đấy là ứng dụng quan trọng nhất. Em ghi thầy là chất béo để sản xuất xà phòng phẩy glycerol, sản xuất xà phòng glycerol được chưa, phẩy chế biến thức ăn, chiên rán em, chế biến thức ăn, vân vân. Đấy là ứng dụng đầu tiên. Ứng dụng thứ hai thì em ghi cho thầy là chất béo là nguồn cung cấp và dự trữ năng lượng, dự trữ năng lượng cho cơ thể. Ghi chép nhé, chất béo là nguồn cung cấp và dự trữ năng lượng cho cơ thể. Cái này rất quan trọng. Chúng ta có thể nghe câu chuyện là những cái con gấu Bắc Cực ấy, nó chỉ đi kiếm ăn vào mùa hè, mùa xuân, đúng không? Rồi đến cái mùa đông ấy, thì nó chỉ nằm nguyên một chỗ thôi. Tại sao nó vẫn sống được qua mùa đông mấy tháng trời như thế? Bởi vì nó ăn rất nhiều thức ăn trong những cái mùa hè, mùa xuân đấy, và nó tích lũy cái lượng mỡ rất là dày. Cái mỡ đấy chính là chất béo, và cái chất béo đấy chính là nguồn cung cấp dự trữ năng lượng cho cơ thể con gấu, và nó chỉ cần nằm ngủ xuyên qua mùa đông thì đến mùa sau thì nó lại đi ra ăn để nó tiếp tục nó dự trữ năng lượng tiếp cho nó. Thì chúng ta lưu ý hộ thầy là một cái câu chuyện rất là trêu đùa thôi, đó là ông nào béo á với ông nào gầy thì nếu mà không bị bệnh tật nhé, mà trong cùng một điều kiện là hai ông này cùng bị rơi vào một cái khu vực nào mà không có thức ăn, chỉ có nước uống thôi, thì cái ông gầy ông sẽ chết trước, đúng không? Còn ông béo ông sẽ chết sau, bởi vì ông béo ông có nhiều chất béo hơn, nó dự trữ được nhiều năng lượng hơn, và do đó là nó sẽ tồn tại lâu hơn, và tồn tại lâu hơn thì có cơ hội sống nhiều hơn. Chứ còn ông nào gầy ấy, là ông ấy ít chất béo và ông ấy chỉ chịu được khoảng vài ngày thôi, đúng không? Là ông ấy toi. Còn riêng cái ông nào mà ông béo, ông có thể chịu được đến tận vài tháng cơ. Đấy, nên là em nào mà có béo một chút thì cũng đừng buồn nhé. Đấy, béo một chút là để tốt đấy, đúng không? Mình với thằng gầy là mình sẽ sống lâu hơn nó. Đấy, đấy là cái chất béo là nguồn cung cấp và dự trữ năng lượng cơ thể. Thầy cũng động viên thầy mà, thầy cũng hơi béo một tí. Rồi, cái tiếp theo thì em ghi cho thầy là chất béo cung cấp
Dưỡng chất quan trọng cho cơ thể. Dưỡng chất quan trọng cho cơ thể. Ở đây thì cái dưỡng chất đó là gì? Chính là những cái omega 3, omega 6. Omega 3, omega 6. Để phòng ngừa các bệnh tật về tim mạch. Các bệnh về tim mạch. Vân vân. Tí nữa thầy sẽ hướng dẫn các bạn đâu là omega 3 và đâu là omega 6. Thì cái này em biết rồi. Em thỉnh thoảng em xem trên TV người ta hay quảng cáo là dầu ăn này đúng không? Chiết xuất từ đậu nành này, hoặc là dầu ăn này chiết xuất từ từ hạt gạo cũng có, dầu gạo cũng có mà em, đúng không? Thậm chí có dầu từ hoa hướng dương, có dầu ô liu, vân vân, hoặc là dầu từ cá hồi, từ cá mập các thứ. Thì những cái dầu này nó chứa nhiều omega 3 với omega 6 là giúp chúng ta phòng ngừa các bệnh tật về tim mạch rất là tốt. Được chưa? Thế bây giờ chúng ta cũng thỉnh thoảng ta nghe người ta quảng cáo trên TV đó là nên ăn mỡ lợn hay là nên ăn dầu ăn hơn. Cái dầu ăn là dầu ăn sạch nhưng không phải là dầu ăn người ta đã pha chế những hóa chất độc hại ở đâu. Thì thực tế là chúng ta nên ăn dầu ăn là tốt hơn. Đấy là khoa học. Bởi vì sao nên ăn dầu ăn? Bởi vì trong dầu ăn thứ nhất là có nhiều nối đôi. Trong dầu ăn sẽ có rất nhiều nối đôi và dễ tiêu hóa. Đầu tiên là có nhiều nối đôi thì dễ bị oxy hóa đã. Cho vào cơ thể nó dễ tiêu hóa hơn. Chúng ta ăn một miếng mỡ lợn nhé. Mỡ lợn thì nó có rất ít những cái nối đôi này, nó chủ yếu là các cái axit béo no. Mà đã ăn những cái chất đấy vào trong cơ thể thì nó tiêu hóa rất là lâu, bởi vì nó toàn là liên kết đơn. Toàn liên kết đơn thì rất khó tiêu hóa. Và khi chúng ta ăn mỡ lợn thì lúc nào chúng ta cũng cảm thấy nó đầy bụng và em không cảm thấy đói. Lý do là cái mỡ lợn nó tiêu hóa rất là lâu. Còn chúng ta ăn dầu ăn thì cơ thể mình nó sẽ hoạt động có chu trình hơn. Đó là gì? Nó dễ oxy hóa hơn, thì mình cứ ăn xong là mấy tiếng sau mình tiêu hóa hết thì đến bữa thì mình lại tiếp tục có cảm giác đói thì mình lại muốn ăn. Thì sức khỏe mình được đảm bảo. Nhưng cái quan trọng hơn đó là trong dầu ăn ấy, có rất nhiều nối đôi này. Cái nối đôi chính là biểu hiện của omega 3 và omega 6. Tí nữa chúng ta biết nó là gì. Và chính vì thế là nó sẽ tốt cho tim mạch hơn. Được chưa? Còn ăn mỡ lợn hay mỡ động vật nói chung ấy, thì những người đấy dễ nhắc mắc những bệnh tật về tim mạch. Ví dụ như là thứ nhất là béo phì, thứ hai là mạch vành, tiếp theo là những bệnh tật về tim đúng không? Đập nhanh hay là huyết áp gì đó. Thì chúng ta chú ý là nên ăn dầu ăn nhưng mà phải dầu ăn sạch. Chúng ta dùng chữ sạch trong ngoặc kép. Ý là gì? Là cái dầu đấy nên được chiết xuất từ các nguồn thiên nhiên. Ví dụ những nhà nào có tiền người ta mua lạc nhân và xong người ta mang đi người ta ép thủ công lấy cái dầu lạc đấy để người ta rán cá rán thịt, thì thực tế là ăn những món ăn mà từ cái đấy đầu tiên nó đã thơm ngon đấy, để cho thứ hai nó đảm bảo về sức khỏe. Dĩ nhiên là nhà thầy thì không có điều kiện nên thầy vẫn ăn dầu ăn công nghiệp như bình thường, chết cũng được đúng nha, cứ ăn đã. Ok, đấy là cái thứ hai. Cái thứ ba, tiếp tục có một cái siêu quan trọng mà chúng ta buộc phải biết, đó là các vitamin. Các vitamin, được chưa? Như là vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K, đấy, vân vân, là hòa tan tốt trong chất béo. Hòa tan tốt trong chất béo. Đã có từng có rất nhiều đề thi, thậm chí là thi đường lên đỉnh Olympia hoặc thi chuyên, người ta hỏi là tại sao khi nấu cà chua ấy, người ta hay nấu với dầu ăn hoặc hay nấu với mỡ lợn, nói chung là chất béo. Thì cái lý do rất quan trọng đó là cái trong cà chua, đúng không? Có rất nhiều những cái tiền chất để tạo ra vitamin A hoặc là vitamin A hoặc là các vitamin khác. Nói chung là khi chúng ta ăn rau ấy, người ta hay xào lên là như vậy. Tại vì trong rau của mình có rất nhiều các vitamin. Các vitamin này thì nó lại không tan ở trong nước và cơ thể mình khó hấp thụ. Vậy thì người ta hay phải xào với dầu hoặc với mỡ. Lý do đó là những cái vitamin này tan được trong chất béo nên cơ thể mình dễ hấp thụ hơn. Đấy. Nên thỉnh thoảng em đi thi người ta có hỏi là tại sao phải nấu cà chua với dầu ăn. Bạn nào đã từng nấu những món ăn có cà chua rồi, kiểu gì ta phải cho dầu ăn, đúng không? Đấy. Thì chúng ta ăn thức ăn ta mới cảm thấy nó có vị ngon. Hoặc là cái cà chua nó nhanh chín, nhanh mềm hơn. Lý do là gì? Là những cái vitamin có trong những loại thực phẩm như vậy là tan tốt trong chất béo nên cơ thể dễ hấp thụ. Cơ thể dễ hấp thụ. Nếu mà nó chỉ không có dầu ăn thì chúng ta vẫn ăn được vào mồm, nhưng mà nó rất khó hấp thụ vì trong cơ thể ta là nước. Nước thì nó khó hấp thụ hơn, được nhé. Dễ hấp thụ. Đấy. Đấy là lý do. Và nếu mà em có tìm hiểu thêm về cái giải Nobel hóa học, thầy xin lỗi, Nobel sinh học năm ngoái là trao cho hai người
có công lớn đóng góp về việc phát minh ra cái vaccine RNA. Thì cái vaccine đấy là để phòng chống bệnh COVID và rất nhiều các bệnh tật khác. Thì cái kỹ thuật để người ta chuyển cái vaccine đấy tới tận tế bào của chúng ta, đó là dựa trên những cái chất béo. Nhá, chứ không phải là uống vào nước, cái vaccine đấy là hòa vào nước uống bình thường đâu. Được chưa? Trong cái vaccine đấy người ta đã để ngay trong các phân tử chất béo rồi. Có nghĩa là trong vaccine thì thứ nhất là có cái vaccine là một, nhưng mà vaccine đấy được bọc trong những cái viên chất béo. Được chưa? Và khi đưa vào cơ thể ấy, thì cơ thể mình nó dễ hấp thụ hơn. Là như vậy. Chứ nếu mà cái vaccine đấy 100% người ta cho trực tiếp vào cơ thể thì cơ thể mình khó hấp thụ, mà người ta sẽ bọc bên trong những cái phân tử chất béo. Cái đấy thì dĩ nhiên nó là kỹ thuật cao cấp thì mình cũng không thể mô tả ở đây được. Nói chung là những người người ta phát minh được cái vaccine đấy thì trình độ khoa học kỹ thuật của họ đã top đầu thế giới rồi. Việt Nam mình chắc không đủ trình độ. Chúng ta chỉ cần hiểu là cái chất béo này nó có thể hòa tan rất nhiều chất hữu cơ khác, và người ta mang những chất hữu cơ đó trong chất béo để nó đi đến các nơi trong cơ thể mình dễ hấp thụ hơn, đúng không? Đặc biệt là các vitamin này này. Rồi, ở đây thì thầy sẽ bổ sung thêm cho các bạn một cái thuật ngữ, đó là omega 3, omega 6, vân vân nhé. Thực tế có rất nhiều omega khác nữa. Thỉnh thoảng chúng ta nghe thấy là dầu ăn từ ô liu cung cấp nhiều omega 3, omega 6 tốt cho tim mạch chẳng hạn. Thế bây giờ omega 3, omega 6 là gì? Thì chúng ta sẽ định nghĩa cho thầy như sau. Là omega N, ví dụ N3, N6, vân vân, được chưa? Là axit béo không no. Là axit béo không no. Là axit béo không no. Được chưa? Có nối đôi đầu tiên. Nối đôi đầu tiên. Nhưng mà cái đánh số nối đôi này nó lại ngược với cái phần gọi tên này nhé. Cái này nó lại... Tại vì đây là những thuật ngữ mà các nhà khoa học người ta đã phát minh ra, người ta quy định từ đầu. Nên chúng ta vẫn phải tôn trọng họ. Để cho em ghi thấy đi. Omega N là các là axit béo không no, là có nối đôi đầu tiên. Tính từ nhóm CH3. CH3 đầu mạch đấy. Thực tế nó chỉ có một cái CH3 đầu mạch thôi. Được chưa? Ở vị trí thứ N. Thứ N. Bây giờ chúng ta ví dụ. Ví dụ nhé. Đây, CH3 đầu tiên này. CH2, CH nối đôi CH nối CH2. Bao nhiêu lần đấy, xong là COH, đợi thầy một chút. Đây là 1. Em ơi, bình thường em đánh số axit là mình sẽ đánh 1 từ COH. Nhưng bây giờ là người ta quy định omega 3 và omega 6 là nếu chúng ta đánh số 1 từ CH3, số 2, số 3 thì cái nối đôi này đang ở vị trí số 3 thì người ta gọi đây là omega 3. Omega 3. Còn cái này người ta thuộc loại omega 3 nhé. Omega 3 không phải là một chất đâu, mà nó có rất nhiều chất. Miễn là cái nối đôi đầu tiên tính từ Z3 là ở vị số 3, người ta gọi nó là omega 3. Được chưa? Đợi thầy bịa cái chất này thôi. Thầy đếm cho thầy đủ là C18 này, 1, 2, 3, 4 này, 5 này, cái này 13 lần. Đấy. Hình dung cho thầy như vậy. Đây là omega 3. Hoặc bây giờ chúng ta tìm hiểu tiếp về cái thằng acid linoleic nhé. Chúng ta có ví dụ tiếp theo là CH2. Đợi thầy chép cái công thức của linoleic acid để chúng ta viết cho nó nhanh. 4 lần CH nối đôi CH nối CH2 nối CH nối đôi CH nối CH2 7 lần nối COH. Mấy công thức này viết cho vui thôi. Bây giờ chúng ta phải biết đây là omega mấy. Cả lớp thử comment hộ thầy cái thằng thứ hai này nó là omega mấy. Omega 3 là nối đôi đầu tiên tính từ CH3 nằm ở vị trí số 3 thì người ta gọi là omega 3. Còn sau cái nối đôi đấy thì nó có thể bất kể là cái gì, không quan trọng. Ví dụ sau cái nối đôi đầu tiên này thì nó còn có chục cái nối đôi nữa, kệ nó. Ta chỉ cần biết nối đôi đầu tiên nó là cái gì thôi. Thì đây là những nhóm chất mà người ta nghiên cứu chuyên sâu để tìm ra những cái loại thực phẩm hoặc là những cách để điều trị các bệnh về tim mạch. Thì cái này chúng ta thấy ngay nếu chúng ta đánh 1 vào đây. Đúng không? Nhớ là khi gọi tên chất béo thì gọi tên axit béo thì đánh 1 từ COH nhé. Nhưng đây là cái thuật ngữ riêng để người ta quy định về omega 3 với 6 thôi. Cái này là 4 lần thành 5 này. 6, đúng không? Vậy thì cái này nó là omega 6. Đúng chưa? Omega 6. Chuẩn. Ở đây thì thầy giới thiệu thêm với em một cái bảng một số cái omega 3, omega 6.
Nhưng cái bảng này thầy thấy nó chỉ xuất hiện trong cái sách giáo khoa của bộ Chân Trời Sáng Tạo. Còn các cái bộ sách giáo khoa khác người ta chỉ định nghĩa qua loa thôi. Thì cái này thầy giới thiệu thêm nhé. Cái này không phải nhớ đâu nhé, không phải thuộc các cái axit này là tên là gì đâu, mà chúng ta chỉ cần biết phân biệt nó là omega 3 hay omega 6 thôi. Đấy, đợi thầy một chút, thầy cắt cho chúng ta cái bảng ở trong sách giáo khoa Bộ Chân Trời Sáng Tạo. Đấy. Có cái bảng một số cái axit béo omega 3, omega 6 quan trọng hay gặp. Đợi thầy tí. Thầy cắt chúng ta cái bảng này. Cái bảng này thầy sẽ gửi chúng ta trong phần viết tay thôi. Yên tâm. Đây. Cái bảng này chắc là phải co hình lại nhé. To quá. Đây chúng ta nhìn cho thầy trong cái bảng này. Thì chúng ta sẽ thấy ngay là nó có một số cái nhóm chất là omega 3 và omega 6, nó là các axit béo nhé. Đây, axit béo omega 3 và omega 6. Chúng ta đánh đây. 1, 2, 3. Thì nối đôi này nó là omega 3. Anh đánh thế. 1, 2, 3. Đây là omega 3. Được chưa? Thế còn omega 6 thì nếu chúng ta đánh 1 vào đây, cái này thêm 4 nữa là 5 này, đây là 6. Thì đây là omega 6. Tương tự thế anh này cũng là omega 6. Thì nếu mà chúng ta mà có xem quảng cáo sữa hoặc quảng cáo một số loại thực phẩm ở trên TV á, chúng ta nghe thấy cái DHA. Cái này rất hay gặp. Đúng nhỉ? Em nghe DHA rồi đúng không? Đấy. Em thỉnh thoảng nghe là quảng cáo gì? Sữa này chứa nhiều DHA đúng không? Thì cái DHA này là những cái là tốt cho tim mạch, được chưa? Trí não nữa. Nên là chúng ta để ý nhé. Đấy, hoặc là ARA này, LA này, EPA. Thực tế DHA hay là những cái ARA này là viết tắt của tên gọi thôi. Đấy, chúng ta nghe cái chỗ này là docosahexaenoic acid đúng không? Và đây cũng là một cái axit béo. Thầy nhắc lại lần cuối cùng là rất nhiều người người ta học nhưng mà không đến nơi đến chốn, là định nghĩa axit béo là có số chẵn nguyên tử carbon. Nhưng mà nhiều thằng nó chỉ tính cái C21 này không đủ đâu, phải tính thêm một C nữa chứ, thì nó là C22 thì nó mới là số chẵn. Được chưa? Đấy là một số cái axit omega 3, omega 6 thiết yếu cho cơ thể. Thỉnh thoảng chúng ta sẽ gặp thêm cả omega 9 cái thứ nữa, nhưng mà cái đấy thì không quan trọng. Chúng ta quan tâm cho thầy là đâu là omega 3, đâu là omega 6 thôi. Và những axit này là đều tốt cho các bệnh về tim mạch nhé. Những người nào bị tim mạch nếu mà có sử dụng dầu ăn hoặc chất béo thì sử dụng những loại chứa nhiều những chất này. Ví dụ đặc biệt là những cái như kiểu dầu ô liu, dầu cá hồi. Tại sao chúng nó đắt? Bởi vì trong đấy có nhiều những cái DHA cái thứ này. Ok chưa? Rồi, đấy là toàn bộ lý thuyết. Nhưng mà chúng ta sẽ không dừng ở đây mà thầy sẽ dạy luôn chúng ta một số dạng bài tập quan trọng. Được chưa? Nhưng đây là bài tập lý thuyết. Bài tập tính toán nó chỉ có mấy bài tập điều chế xà phòng với lại nước rửa tay bên trên thôi. Bây giờ em ghi cho thầy một cái dạng bài. Nhưng mà chúng ta sẽ thông qua một số ví dụ. Được chưa? Em ghi thầy hoặc em ghi luôn cho thầy tên của một cái dạng toán này. Dạng toán. Nhưng mà dạng đây là dạng toán lý thuyết. Đấy. Là đếm số chất béo, đếm số phân tử chất béo thỏa mãn. Cái này nó không khó đâu, nó chỉ là một tí về cái kỹ thuật toán học sắp xếp thôi mà. Em ghi thầy ví dụ số 1 là thủy phân, chép vào vở thầy nhé. Thủy phân chất béo X. Em ơi, tất cả những bài tập thầy cho ví dụ này đều có mục đích hết. Bởi vì trong tờ bài tập của chúng ta sẽ có bài tương tự. Còn là trong đề thi sau này nó sẽ chỉ hỏi những cái này thôi. Nên là cái ví dụ của thầy là cái đúc kết từ rất nhiều kinh nghiệm. Chứ không phải là ví dụ người ta bịa đâu. Không phải bịa một vài ví dụ cho nó vui đâu. Mà những ví dụ này là có ý nghĩa hết đấy. Em ghi vào vở nhé. Thủy phân chất béo X thu được glycerol và hai axit béo palmitic và oleic theo tỷ lệ mol tương ứng nhé là 1/2. Bây giờ cái kiểu thi này nó lại quan trọng, bởi vì bây giờ chúng ta có một cái kiểu bài ở cái mục cuối cùng trong đề thi, đó là đếm số chất hoặc là đếm số phát biểu đúng đúng không? Tóm lại là điền đáp án trắc nghiệm kiểu mới là điền số thôi. Là em ghi thầy là số chất béo thỏa mãn là bao nhiêu? Số chất béo thỏa mãn là đấy, đi thi nó sẽ có một cái khoảng trống này, chúng ta phải tô đúng không? Tô vào số mấy? 1, 2, 4, 5, 6 gì đó. Được chưa? Em ghi bài nhé.
là thủy phân chất béo X thu được glycerol và hai axit béo, tên của hai axit béo là palmitic và oleic với tỷ lệ mol tương ứng là 1:2. Có nghĩa là một palmitic và hai oleic. Được chưa? Câu hỏi là số chất béo thỏa mãn là bao nhiêu? Thế bây giờ thầy sẽ hướng dẫn chúng ta luôn này. Thầy sẽ hướng dẫn luôn. Bây giờ chúng ta sẽ thấy ngay là chúng ta sẽ xây dựng cái mạch nền tảng của nó. Đó là glycerol này. Glycerol thì đây. Đúng không? Chất béo thì nó có 3 cái nhóm ester là COO. Đấy. Chúng ta sẽ viết cho thầy cái mạch nền tảng này, cái đoạn này ra. Sau đó là chúng ta sẽ lắp ghép hai cái axit béo này vào. Chúng ta đọc kỹ cái bài này, nó bảo em là thủy phân chất béo X thu được glycerol và cả hai axit này. Cả hai axit này nhé. Có nghĩa là trên cái chất béo này phải có cả hai axit đấy. Ví dụ có cả A và có cả B, tôi gọi hai axit là một thằng A và thằng B. Có cả A cả B. Thế bây giờ có cả A cả B nhưng theo tỷ lệ là 1:2, là một thằng A và hai thằng B. Đúng không? Đấy, chúng ta phải đảm bảo là hai thằng B và một thằng A. Thế bây giờ chúng ta sắp xếp trên cái chất béo này thì chúng ta có mấy kiểu sắp xếp? Có bao nhiêu kiểu sắp xếp thì sẽ có tối đa bấy nhiêu chất thỏa mãn thôi. Thế bây giờ kiểu thứ nhất là tôi sẽ để một gốc A. Thế bây giờ chúng ta cứ gọi đây là A với B đi. Đúng chưa? Thế tôi sẽ để một gốc A này, hai gốc B ở đây theo đúng trật tự này. Đúng không? Thế bây giờ thầy hỏi các bạn là nếu mà thầy để ABB thì nó có khác gì thầy để BBA hay không? Hai chất này giống hay khác nhau? Em ơi, hai chất này giống hay khác nhau? Đây là trường hợp số 2. Giống hay khác nhau? Các em thử trả lời thầy nào. ABB với lại BBA giống hay khác nhau? Nhớ là phải đảm bảo một gốc A và hai gốc B. Đấy. Hoặc là cụ thể là bây giờ chúng ta sẽ viết rõ được cho các bạn. Palmitic là C15H31, oleic là C17H33, C17H33. Thì nó sẽ giống đúng không? Đấy, bởi vì sao? Bởi vì anh này có tính đối xứng này. Glycerol có tính đối xứng là vị trí trên cùng với vị trí cuối cùng là giống nhau. Nên là tôi để ABB hay là BBA như nhau. Đấy, đây là chất đầu tiên. Chất thứ hai thì chúng ta cũng tương tự. Chúng ta không phải vẽ lại, chúng ta chỉ vẽ cái gốc thôi. Thì tôi sẽ đổi cái gốc. Bây giờ tôi đang có sắp xếp là ABB. Thì bây giờ tôi có kiểu thứ hai là BAB. Đúng không? Đấy, chứ còn nếu mà tôi để là BBA thì hai cái kiểu này giống nhau nhé. Hai kiểu này sẽ giống nhau. Đúng chưa? Nên tôi còn một kiểu nữa là tôi đổi C17H33 ở đầu này. Còn cái ở giữa tôi để là C15H31. C17H33. Nên là với cái bài này chúng ta sẽ chốt lại là có hai chất thỏa mãn. Em ghi thầy đáp số là 2. Đi thi nếu mà phải điền vào đáp số ta sẽ điền cho thầy số 2. Hai chất thỏa mãn. Đấy, em cứ viết bài thi em cứ viết thế này. Nhưng mà em viết cái gốc này nó cồng kềnh quá, sau này em đổi luôn thành A với B. Cho đỡ phải viết cứ C17H33, C17H35 nó ngứa hết cả mắt. Khó nhìn. Đúng không? Bây giờ tương tự như thế nhé, thầy thử hỏi các em là nếu mà thầy có ví dụ số 2. Ví dụ số 2 là thủy phân. Bài này cứ chép vào vở thầy nhé, đừng có mà chủ quan. Đây là dạng bài thầy nghĩ là quan trọng nhất và cũng là khó lấy điểm nhất của cái phần chất béo. Nhưng mà làm vài ví dụ này là đi thi nó cũng chỉ thi mấy ví dụ này thôi. Thủy phân chất béo X. Chất béo X. Thôi thầy làm một bài tập tổng quát nhé. Thu được glycerol này. Và 3 axit béo. ACOH. Thầy thu gọn luôn thành gốc A nhé. BCOH. Và DCOH. 3 cái thằng ABD này. Thầy không dùng chữ C bởi vì các bạn sẽ nghĩ đến carbon. Đấy, ABD. Ba gốc này có thể là C15H31, C17H33 hoặc C17H35 chẳng hạn, đúng không? Nhưng mà chúng ta không viết như thế, chúng ta viết là ABD thôi. Nó hỏi số chất thỏa mãn. Số chất X thỏa mãn. Các em thử ngồi nháp. Thầy gợi ý cái số này nó không to đâu. Chúng ta thử xem là có bao nhiêu chất. Em cũng xây dựng giống thầy này. Em sẽ viết cho thầy các cái nhóm CO để chờ đây. Cố tí nữa em nhé. Chúng ta học luôn bài tập. Đấy, thế bây giờ tôi sẽ có gợi ý đầu tiên, tôi để ABD. Đúng không? Đây là chất thứ nhất. Sau đó em đảo chỗ ABD lung tung đi. Thì em xem thầy là có bao nhiêu chất tất cả. Thầy đợi chờ xem có bạn nào đủ trình độ toán học và khả năng sắp xếp để chúng ta trả lời được không. Dĩ nhiên là bây giờ em mới bắt đầu thì em còn bỡ ngỡ. Nhưng mà sau khi em làm vài bài này em sẽ quen thôi. Thậm chí em thuộc cả công thức giải nhanh. Đấy thì các bạn cố gắng sắp xếp với thầy và trả lời thầy có bao nhiêu chất.
Thầy nhìn thấy có 3 bạn đã trả lời là 3 chất. Các bạn sắp xếp cẩn thận là được. Ở đây thì chúng ta để ý thầy cái vị trí đầu với vị trí cuối này nó giống nhau. Nên là ABD hay là tôi để DBA thì nó cũng như nhau. Có nghĩa là hai cái thằng ở vị trí hai đầu này mà đảo chỗ cho nhau á, thì nó vẫn vậy. Nên là cái trường hợp ABD hay là DBA nó như nhau. Thế bây giờ thầy bày cho các bạn một cái cách để làm không sai cái bài này á. Đó là chúng ta hiểu về mặt toán học hay về việc sắp xếp ấy. Cái vị trí khác biệt nó chính là vị trí ở giữa. Còn hai cái vị trí ở ngoài này thì đảo chỗ cho nhau nó cũng thoải mái mà. Anh nào cũng được. Ở đây chúng ta nhớ thành cái câu này nó bảo là thủy phân chất béo thu được cả ba axit béo, có nghĩa là trên công thức của cái chất béo này phải có cả A, cả B, cả D. Đúng không? Vậy thì đấy là trường hợp thứ nhất, trường hợp thứ hai tôi để A vào giữa thôi. Và trường hợp thứ ba tôi để D ở giữa, nên bài này có ba chất thỏa mãn. Nếu tôi để A vào giữa thì đây có thể là B, có thể là D hoặc là DB cũng như nhau. Đấy. Đây là chất thứ hai, chất thứ ba tôi để D vào giữa, còn A với B tôi để 2B. Hiểu nhá, về mặt toán học là nó chỉ có hai vị trí này giống nhau. Thì cái vị trí khác biệt chính là vị trí ở giữa, nên là tôi chỉ cần thay cái ở giữa đi. Còn hai cái vị trí kia thì tôi để A, B hay BD hay BA cũng như nhau, đúng không? Nên chốt lại bài này đáp số là ba chất. Đấy. Những bạn nào sắp xếp được ba là thứ nhất là thầy khẳng định các bạn đã giỏi đấy. Giỏi về mặt toán học nhé, chứ còn cái này chả liên quan gì đến môn hóa nhé. Cái dạng này là dạng toán. Nó là cái tư duy sắp xếp chứ không phải là môn hóa nữa rồi. Được chưa? Đấy. Còn ở đây em nào mà học giỏi toán hơn một chút nữa thì chúng ta thấy ngay là ba cái a ba ba cái anh a b d này cùng di chuyển thì học quy luật về hoán vị là có ba dây thừa cách sắp ba dây thừa cách di chuyển a trước b sau d trước hoặc là như thế nào đấy, tóm lại a b d mình hoán vị đi, nhưng mà vì cái vị trí đầu tiên với vị trí cuối cùng nó giống nhau nên ở đây nó là quy luật của hoán vị lọc thì chúng ta sẽ phải chia cho hai dây thừa nếu còn ba cách sắp xếp, thì cái này nó là một cái kiến thức toán học nó hơi cao nhé. Bởi vì là gì, ba thằng A, B, D cùng thay đổi vị trí cho nhau thì sẽ có ba dây thừa cách sắp xếp, nhưng mà vì vị trí đầu và vị trí cuối này là trùng nhau, hay nói cách khác là hai vị trí này đảo chỗ cho nhau thì nó vẫn vậy, nên chúng ta sẽ lấy ba dây thừa chia hai dây thừa thì nó còn ba cách sắp xếp. Còn em yên tâm thì đi thi nó cũng chỉ loanh quanh với cái này thôi, được chưa? Chúng ta tương tự thế, chúng ta sang thầy cái ví dụ số 3. Ví dụ số 3 thầy sẽ cho nó nhiều trường hợp hơn một chút, đó là thủy phân cứ ghi cho thầy nhé. Cờ bờ là chất béo X thu được glycerol và hai axit béo ACOH và BCOH, thì nó hỏi em là số chất béo thỏa mãn. Đấy. Số chất béo thỏa mãn là bao nhiêu? Thôi cái chữ thỏa mãn bỏ qua, tự hiểu là số chất béo hỏi chấm. Ở đây thì cái bài số 3 này nó giống như bài số 1. Nhưng cái bài số 1 nó nói rõ tỷ lệ là 1 chia 2. Nó nói rõ là 1 chia 2. Nhưng bài này nó chỉ nói vu vơ là phải có cả A cả B. Vậy thì lúc này chúng ta sẽ thấy ngay nó sẽ có nhiều trường hợp. Đây. Chúng ta cứ xây dựng nó thành cái mạch nền tảng nhé. Đây là cái mạch nền tảng của nó này. Bất kể một chất béo nào vẫn phải có cái mạch nền tảng là cái này. Được chưa? Đấy. Sau đó chúng ta sẽ gắn A với B vào đây. Nhưng mà do mình không biết là có mấy gốc A, mấy gốc B. Chứ nhớ là trong đây nó chỉ có 3 gốc mà. Ba cái chỗ này là gắn 3 gốc khác nhau. Đúng chưa? Thế bây giờ chúng ta sẽ chia cho thầy trường hợp số 1 là một gốc A và hai gốc B. Thì lúc này nó chính là ví dụ số 1 rồi. Và trường hợp số 2 là gì? Trường hợp số 2 là hai gốc A và một gốc B. Vì bài này nó không nói cụ thể là mấy gốc này mấy gốc kia. Nhưng mà nếu đã có cả A với B thì buộc là một gốc này và hai gốc kia. Đúng không? Ví dụ A B B này, hoặc ngược lại tôi sẽ xếp là A vào giữa thôi. Cái khác biệt ở đây chính là ở vị trí giữa thì tôi để là B A B. Đấy là trường hợp số 1. Đúng không? Ở đây thầy giải gộp ở đây cho các bạn nhé. Đây là trường hợp 1. Và tương tự thế tôi có trường hợp 2 là tôi sẽ để là hai gốc A, một gốc B thì tôi đã đẻo B vào giữa thì A về hai bên. Vậy bài này chốt lại là bốn chất. Bốn chất. Đúng không? Đấy. Bốn chất. Đáp số bài này là bốn chất. Đừng có sợ nó.
loanh quanh cả đời em đi học nó chỉ có mấy bài này thôi. Ví dụ cái ví dụ đầu tiên thì nó nói rõ là 1 chia 2, còn cái ví dụ số 3 nó không nói tỷ lệ nào thì chúng ta chia ra hai anh này một anh kia hoặc hai anh kia một anh này, tổng là 4 cái. Và cái cách sắp xếp đó là cái vị trí khác biệt, chính là vị trí ở giữa này. Chúng ta nhớ là vị trí ở giữa khác biệt. Chúng ta chỉ cần cố định cái ở giữa, còn hai cái ở hai bên thì em đảo lung tung với nhau thoải mái. Bây giờ thầy sẽ sang cái ví dụ số 4, ngược lại ví dụ số 3. Cứ làm đi tí, thầy hướng dẫn cái cách giải nhanh. Cái này nó là toán học nhé, đây chả phải hóa nữa rồi. Nhưng mà đi thi bây giờ nó chuộng những bài kiểu số lượng này, là thủy phân, à, thầy xin lỗi, bài tập ngược lại không phải thủy phân nữa mà đun nóng, glycerol. Chúng ta biết đun alcohol với axit thì thành ester đúng không? Đấy, với hai axit béo ACOH và BCOH thì nó hỏi là số chi ester tối đa thu được hay là số chất béo đấy là bao nhiêu. Đấy. Ví dụ số 3 nó bảo là thủy phân chất béo X thu được glycerol với hai cái ông tướng này thì tôi có 4 chất. Nhưng cái bài số 4 nó không giống bài trên. Bài số 4 nó lại ngược lại là đun glycerol với hai cái ông tướng này thì được tối đa bao nhiêu chi ester. Đấy. Tối đa bao nhiêu chi ester? Hay là tối đa bao nhiêu chất béo hay là chi glycerid ấy. Thì bây giờ chúng ta cũng xây dựng cái mạch nền tảng. Mạch nền tảng đây là glycerol nhá. C3H5 ấy. Chúng tôi gắn ba cái nhóm CO vào. Cho các em 2 phút để các em suy nghĩ trả lời có bao nhiêu chất. Yên tâm là lát thầy dạy xong thì sẽ có công thức giải nhanh cho chúng ta. Đấy. Bây giờ thầy dạy luôn công thức giải nhanh cũng được, nhưng mà các bạn học các bạn thấy nó vô nghĩa. Bởi vì sau này có những bài tập mà chúng ta phải đi thi tự luận hoặc kiểm tra trên lớp, em phải liệt kê ra cho thầy cô. Thì em phải liệt kê được, chứ còn em học mỗi công thức cuối cùng thì nó chả có ý nghĩa gì cả. Nha, các em làm đi. Và đây nó là cái dạng toán lý thuyết khó nhất của chương này thôi, không có gì cả. À, chúng ta cứ làm bình tĩnh, chuẩn bị thầy chữa. Đấy, cái bài này thì nói chung là thầy nhìn qua thì ở nhóm mình toàn bạn học giỏi toán cả, đúng nhá, toàn học sinh chuyên toán các thứ, thậm chí các bạn trường thường mà lớp chọn các bạn học giỏi toán rất là tốt, các bạn đều trả lời là 6 chất, tốt, đáp số là 6. Đấy, đáp số là 6. Nhưng mà tại sao lại 6? Chúng ta nhìn đây, bây giờ cái bài này nó khác với bài số 3 á, là cái anh glycerol này kết hợp với hai cái thằng AB. Giống kiểu một cô này, cô ấy có hai lựa chọn ạ, lựa chọn A hay B. Thì cô ấy có thể có cách lựa chọn thứ nhất là tất cả các cái nhánh trên người cô này đều gắn với anh A. Đây là chất cách đầu tiên. Anh chỉ thích, cô này chỉ thích A thôi. Thì trường hợp đầu tiên là tất cả đều là A. Trường hợp số 2 thì tương tự thế, tất cả đều là B. Nếu cô không thích A nữa thì cô ấy muốn gắn kết cả ba đầu cô này với anh B sao? Đúng không? Đấy, là trường hợp số 2. Trường hợp tiếp theo của chúng ta là chúng ta sẽ có khả năng là anh cô này cô thích một anh A với hai anh B cơ. Đúng chưa? Một anh A với hai anh B. Thì lúc này có hai kiểu, đúng không? ABB hoặc là BAB đảo cho nhau, hoặc là hai anh A, một anh B. Đấy. A BA, đúng không? Vậy chốt lại là 6 chất. 6 chất. Nó gồm có 4 chất ở cái bài ví dụ số 3 này. Và thêm hai cái chất là tất cả đều A hoặc tất cả đều B. 6 cái. Thế bây giờ thầy hỏi chúng ta nhé. Cái này bạn nào trả lời được đầu tiên thì sẽ có thưởng. Nhắn tin cho thầy, thầy nạp thẻ điện thoại cho. Được chưa? Chúng ta sang ví dụ số 4. Cấm search Google. Không search. Ông nào mà search thì thôi lấy tiền nó cũng thấy nó ngượng ngượng đúng không? Mà phải mình dùng cái trình độ của mình để mình trả lời cơ. Là ví dụ số 5. Là tôi đun glycerol
với ba axit béo A COH, B COH và D COH thì số chất béo thu được, số chi ester hay là số chi glycerid ấy, tối đa thu được là bao nhiêu? Đấy, xin mời các bạn. Ai trả lời đầu tiên thì mà đúng thì nhắn tin cho thầy. Số điện thoại thầy nạp tiền cho 50.000. Khác bài 4. Bài 4 là đun glycerol với hai anh AB thì tôi được tối đa là 6 chất. Đấy. Còn ví dụ số 5 là đun glycerol với 3 axit thì số chi ester tối đa là bao nhiêu? Trả lời nhé. Bây giờ chúng ta học buổi hôm nay dài nhờ, ngoảnh đi ngoảnh lại đã 2 tiếng 7 phút. Kinh hoàng. Nhưng mà hôm nay chúng ta học cả lý thuyết, cả hướng giải bài tập, cả phương pháp giải, tất cả dạng bài tập luôn. Một buổi này là mình đã học được full lý thuyết này và toàn bộ các dạng bài tập đấy em ạ. Những cái ví dụ bên trên là sản xuất chất béo, sản xuất xà phòng hoặc là nước rửa tay các thứ đấy, đấy chính là dạng toán em. Đấy, và thêm cái dạng này nữa là chúng ta full option rồi. Bạn đầu tiên, bạn Diệu Thảo trả lời 12, Việt Bách 10, Gia Hưng 16. Các bạn vẫn còn rất nhiều cơ hội, các bạn cứ làm đi. Cứ comment bừa đi cũng được. Ông nào mà đúng số đầu tiên là có tiền, giống như bài này đánh xổ số thôi. Đấy, cứ trả lời đi. Em nào mà không biết cũng thử vận may đi xem nào. Rồi, bạn Nguyễn Hoàng Dũng nhắn tin cho thầy lấy 50 nhé. Hoàng Dũng là người trả lời đúng đầu tiên. 18 chất. 18 chất. Dũng có 50. Dũng thích lấy tiền mặt cũng được. Nhắn số tài khoản. Nhắn vào Zalo của thầy nhé. À, còn thích lấy tiền điện thoại thì nhắn mỗi số điện thoại thôi. Thầy nạp thẻ. Đấy, lát thì gửi cho. 18 chất. Thì tại sao lại 18 chất? Đấy. Bạn Hoàng Dũng là người duy nhất được nha. Bạn trả lời đầu tiên. Các bạn khác thì trả lời lung tung. 18 chất. Sơn Hải trả lời sau. Mà Sơn Hải thay đổi phương án không tính. Cái này mấy ông nào ở chuyên khoa học tự nhiên ông học hết rồi gì nữa. Ở chuyên khoa học tự nhiên là các bạn ấy học trước chương trình cái này lâu rồi. Các thầy phải dạy đấy chứ. Đây là thầy sẽ kể các bạn 18 chất nhé. Chúng ta nhìn này. Ta làm thủ công nữa. Đây. Tôi sẽ xây dựng cái mạch nền tảng. Em ơi, đi thi nó chỉ thi những cái này là cùng thôi. Bây giờ tất cả đều là A. Đúng không? Có nghĩa là trường một là các gốc này giống nhau. Thì có 3 chất. Tương tự thế tất cả đều là B. Tất cả đều là D. Hình dung không? Trường một này có 3 chất. Đó. Trường hợp của thứ hai của tôi là gì? Là tôi sẽ để trên đây là một thằng A với lại có cả A với B. Có nghĩa là tôi lấy hai gốc bất kỳ, tôi sắp xếp trên cái mạch này là tôi sẽ lấy A với B. Thì khi tôi lấy A với B thì nó giống như cái bài ví dụ số 3 thì tôi có 4 chất. Bởi vì trên đây có cả A với B nhưng mà không biết là mấy A mấy B. Thì có thể là 1A, 2B. Đúng không? Tương tự thế là BAB hoặc là AAB hoặc là ABA. Thì với cái trường hợp mà đầu tiên này nhé, thì chúng ta là có 3 chất. Trường hợp 1 này này là mình có 3 chất thỏa mãn. Trường hợp 2 ở đây của chúng ta là khi mình lấy A với B thì mình có 4 cái. Và tương tự thế, mình lấy A với D. Tương tự thế hai thằng A một thằng D hoặc là hai thằng D một thằng A, cái này mình cũng có 4 cái. Đúng chưa? Mình lấy B với D. Tôi có thể lấy hai thằng B một thằng D hoặc hai thằng D một thằng B. Thì cái này tôi cũng có 4 cái. Đúng chưa? Đấy. Và tôi có trường hợp cuối cùng là tôi lấy cả A, cả B, cả D. Thì cái ví dụ số 5 này chính là tổng hợp của tất cả các ví dụ bên trên. Đúng không? Nếu tôi lấy cả A, cả B, cả D thì tôi sẽ có 3 cách sắp xếp. 3 cách sắp xếp. Vậy tổng của tôi là 3 cộng 4 cộng 4 cộng 4 cộng 10 cộng 3 là 18 cái. Đấy. Chúng ta hình dung nhỉ? Đây, nếu mà có cả A, B, D thì chúng ta đã từng xếp ở ví dụ số 2 rồi. A này, B này, D này.
hoặc đổi A vào giữa, đổi D vào giữa, còn đây là B với D hoặc là A với B. Thì tổng lại chúng ta sẽ có 18 cái. 18 cái. Được chưa? Đáp số là 18. Bài này thì đây là cách làm tốt nhất. Thế bây giờ thầy sẽ dùng cái điểm 10 toán học của thầy trong đề thi đại học để thầy chứng minh tại sao thầy được 10 điểm toán ngày xưa. Và thầy thỉnh thoảng hay trêu đó là các thầy cô dạy toán các bạn là nếu cùng thời điểm với thầy ngày xưa mà đi thi đại học thì các thầy cô chưa chắc đã thi được điểm 9, còn thầy lại thi được điểm 10. Đúng không? Thầy suốt đời thầy tự hào về ngày xưa thầy thi đậu được 10 điểm toán là như vậy. Em đi thi đại học mà em có một cái điểm nào mà trọn vẹn ấy, em sẽ tự hào cả đời ấy. Vì điểm 10 thực 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 tế là điểm 10 các cái môn khác thì nó không vinh quang mà điểm 10 điểm toán. Điểm 10 điểm toán nó hiếm lắm, cả nước được vài đứa được 10 thôi. Và người nào mà được 10 ngày xưa người ta lúc nào người ta cũng mang người đi để người ta khè với thầy cô khác. Đúng không? Như thầy ấy. Ví dụ hoặc là ví dụ như MU hôm qua MU lại được vô địch FA Cup đúng không? Và fan MU được ngày là gáy kinh lắm, đúng không? Thầy cũng thế. Thầy được 10 điểm toán mà thầy gáy cả đời luôn. Thầy cứ mỗi lần thầy up lên Facebook là chán nhờ. Ngày xưa thi đọc được có 10 điểm toán. Thế là hôm sau mà xem lại danh sách bạn bè là mấy thầy cô giáo dạy toán là kiểu gì có người hủy kết bạn với thầy. Đúng không? Có mà. Ngay gần lớp thầy này có mấy thầy cô dạy toán này, ngày xưa cũng chơi với thầy thân lắm nhưng mà thỉnh thoảng thầy có hay up cái bài thì kiểu trêu trêu thế là có người người ta đã hủy cái bạn với thầy rồi. Có người hủy rồi. Ví dụ số 6. Em ghi thầy công thức giải nhanh. Công thức giải nhanh. Làm ghi thầy đi đun nóng glycerol với N axit béo. Em ghi đi số chi ester tối đa. Thầy cho công thức cuối cùng nhé. Tối đa là em ghi thầy công thức cuối cùng. N bình phương nhân N cộng 1 chia 2. Đây là công thức cuối cùng. N bình phương nhân N cộng 1 chia 2. Ở đây thực tế là thầy cần các bạn là các bạn thuộc được công thức này và áp dụng được. Còn ví dụ nếu mà người ta bắt mình khai triển cụ thể, ví dụ bài số 5 này là đun với 3 chất nó là 18, bài số 4 là đun với 2 chất là 6 thì mình hoàn toàn có thể làm được. Đây ví dụ em thay nhé, ví dụ nếu N bằng 3 thì nó là 3 bình phương nhân 3 cộng 1 chia 2 thì nó chính là 18. Hoặc nếu nó bằng 2 là 2 bình phương nhân với 2 cộng 1 chia 2 thì nó cũng sẽ bằng 6. Đúng chưa? Nên sau này đi thi mà nó cho em một bài tập khó hơn, nó bảo đun glycerol với 4 axit béo thì mình thay vào mình tính là thôi, 4 bình phương nhân với 5 chia cho 2. 4 bình phương là 16 nhân 5 là 80 chia 2 là 40 chất. Bây giờ mình mà ngồi vẽ 40 chất thì vẽ đến bao giờ vẽ được? Thì mình phải có cái công thức này. Nhưng mà bây giờ cách chứng minh nhé. Thì bây giờ thầy thể hiện một tí thôi. Các em ghi thầy cách chứng minh. Chứng minh này thì thầy khẳng định các bạn là 10.000 giáo viên dạy hóa ở cả Việt Nam ấy, thì chắc là chỉ có một hai người người ta yêu cầu học sinh chứng minh thôi. Đấy. Chứ còn về bản chất thầy không nói điêu đâu mà đầy người người ta không chứng minh được. Bởi vì bây giờ già rồi, học toán lâu lắm rồi, bây giờ không đủ khả năng để quay trở lại để chứng minh được nữa. Thì bây giờ thầy sẽ chứng minh cho các bạn bằng toán học. Được chưa? Thế bây giờ chúng ta cũng nhìn cách chứng minh là xây dựng từ cái ví dụ số 5 này này. Đấy. Chúng ta thấy ngay là trường hợp 1 là các gốc đều giống nhau. Các gốc đều giống nhau. Đây là thầy chứng minh, những bạn nào thích thì ghi lại nhé. Còn thầy nghĩ là chúng ta ngồi ngắm thôi. Nếu mà trường hợp thứ nhất là tất cả các gốc AA hoặc là BBB, DDD cái thứ này đều giống nhau này thì sẽ có N chất. Được chưa? Có N chất thỏa mãn. Vì có N axit thì có thể là tất cả đều là A hoặc là tất cả đều là B. Đấy là trường hợp số 1. Trường hợp số 2 là lấy hai axit đúng không? Hoặc là em ghi thầy là hai gốc khác nhau, có hai gốc khác nhau. Hai gốc khác nhau. Hai gốc khác nhau có nghĩa là lấy A với B. Đúng không? Lấy A với B thì tôi sẽ có bốn cách sắp xếp. Mỗi một lần tôi lấy hai gốc khác nhau, tôi có bốn cách sắp xếp. Nhưng mà có bao nhiêu cách lấy hai trong N trong N, N chất thì chúng ta sẽ lấy tổ hợp chập hai của N. Đúng nha. Cái số 4 này thể hiện là khi tôi lấy hai gốc AB thì tôi có bốn cách sắp xếp. Hai thằng A, một thằng B hoặc là hai thằng B, một thằng A. Nhưng mà cái tổ hợp chập hai của N này
là thể hiện là có C2N cách lấy, đúng không? Là lấy 2 trong N này, lấy 2 chất trong N chất thì sẽ có tổ hợp chập 2 của N cách lấy. Và tương tự thế đến cái trường hợp số 3 là có 3 gốc khác nhau. 3 gốc khác nhau. Bởi vì nhớ là trong cái chất béo thì có 3 gốc thôi mà. Thì đây, 3 gốc khác nhau là có cả A, cả B, cả D. Thì chúng ta sẽ mỗi một lần như thế thì chúng ta sẽ có 3 cách sắp xếp. Và lấy 3 chất trong N chất thì tôi có tổ hợp chập 3 của N. Đúng không? Vậy thì đấy, trường hợp thứ nhất là trong đấy chỉ có các gốc đều là A hoặc đều là B, đều là D thì có N chất này. Nếu tôi lấy 2 gốc AB bất kỳ thì tôi có 4 nhân tổ hợp chập 2 của N cách lấy. Tương tự như thế, lấy 3 gốc khác nhau thì tôi có 3 nhân tổ hợp chập 3 của N và tôi cộng lại thôi. Thì tôi có ngay N cộng với 4 nhân tổ hợp chập 2 của N cộng 3 nhân tổ hợp chập 3 của N. Đây là tổng số cách lấy đúng không? Mình rút gọn biểu thức N cộng với gì? 4 nhân N giai thừa chia 2 giai thừa nhân N trừ 2 giai thừa này. Cộng với 3 nhân N giai thừa chia 3 giai thừa nhân N trừ 3 giai thừa. Thầy học mấy chục năm mà thầy vẫn nhớ được mà. Bây giờ nếu mà đi thi đại học môn toán thầy không nói điều, thầy vẫn có thể làm được 8 điểm trở lên. Làm bằng thực lực chứ phải đánh bừa đâu nhé. Không phải đánh bừa theo kiểu phương pháp của vua trắc nghiệm đâu nhé. Thầy vẫn làm được. Chẳng qua bây giờ là lâu thầy không đọc lại thì có thể một vài mảng kiến thức thầy không nhớ thôi. Chứ còn về cơ bản là vẫn chỉ cần đọc lại sách giáo khoa là đủ tư duy để làm lại trên 8 điểm. À, bây giờ ta rút gọn tiếp là tôi có là N này nhân 4 chia 2 giai thừa thì nó còn 2 đúng không? Nhân với N nhân N trừ 1. Đúng nhỉ? Em nhớ là 4 phần 2 thì nó là 2. Còn N giai thừa trên N trừ 2 giai thừa thì còn N nhân N trừ 1 thôi. Cộng với 3 trên 3 giai thừa. 3 giai thừa là 6. Thì trên tử bây giờ nó sẽ là N nhân N trừ 1 nhân N trừ 2. Và chia cho 2. Đúng không? Vì tôi giữ gọn biểu thức cuối cùng. Đây là chứng minh để loài nhau thôi. Cho vui thôi mà. Đấy, cái này N này. Cộng 2N bình phương trừ đi 2N. Xong tôi quy đồng 2 luôn nhé. Đúng không? Tôi để sau này. Trên tử này nó sẽ là N bình trừ đi 2N trừ đi 3N cộng 2 đúng không? Đấy thì tôi nhân với N nữa thì nó sẽ là N mũ 3 trừ đi 3N bình cộng 2N phần 2 này. Tôi quy đồng nó lên. Thì tôi sẽ có là 2 nhân 2N là 4N bình này. N với âm 2N thì nó còn âm 1N. Thì trừ đi 2N cộng N mũ 3 trừ đi 3N bình phương cộng 2N phần 2. Thì tôi rút gọn. Đúng không? Rút gọn. Thì chúng ta sẽ thấy ngay là âm 2N với dương 2N hết này. Thì trên tử nó sẽ chỉ còn là N mũ 3 cộng với 4N bình mà trừ đi 3N bình thì còn N bình phần 2. Thì nó là N bình phương nhân N cộng 1 chia 2. Đây là toán. Thì đấy là cái cách chứng minh. Còn dĩ nhiên là kèm lên lớp em chứng minh thế này thì các cô dạy hóa đa số các cô không nhớ đâu. Đấy, không phải nói xấu các cô ấy, mà thực tế này thường là giáo viên dạy hóa hay dốt toán lắm ạ. Trừ thầy Trọng. Chịu khó em nán lại thầy thêm khoảng 5-7 phút nữa nhé. Thầy hướng dẫn thêm chúng ta một chút nữa là thầy dạy luôn cái một cái phần kiến thức quan trọng của chương này liên quan đến cái thí nghiệm xà phòng hóa. Được chưa? Để em ghi hộ thầy vào trong vở đó là đánh dấu sao cho thầy. Là thí nghiệm. Thầy muốn dạy luôn cả cái bài chất giặt rửa đằng sau luôn. Nhưng mà cái phần quan trọng nhất của nó đã. Thí nghiệm về phản ứng xà phòng hóa. Tại sao nó gọi là xà phòng hóa? Bởi vì gì? Sản phẩm của phản ứng được ứng dụng để sản xuất xà phòng nhé. Thủy phân chất béo trong môi trường kiềm còn gọi là phản ứng xà phòng hóa. Đấy, thì cái phần này là phần lý thuyết vận dụng cao. Trong sách giáo khoa thì người ta chỉ mô tả thí nghiệm, nhưng mà chúng ta học cái này thì chúng ta phải biết là quá trình làm thí nghiệm phải làm như thế nào và phải có lưu ý gì để chúng ta còn vượt qua được bài tập thí nghiệm. Bởi vì tất cả chúng ta đều học thí nghiệm chay thôi, không ai được làm thí nghiệm đâu. Cùng lắm là các em có một tiết thực hành trên lớp, nhưng mà một tiết đấy chả giải quyết được cái gì cả. Em ghi thầy thí nghiệm về phản ứng xà phòng hóa. Thì em ghi thầy là bước 1 là người ta sẽ cho. Đây, thầy sẽ copy luôn ở bên cái tài liệu của thầy nhé. Để các bạn đỡ mất công. Được chưa? Các bạn đỡ mất công phải chép, các em có thể chép sau. Còn là em chép cho chữ nó sạch đẹp. Thầy sẽ cắt cái đoạn này. Còn cái quan trọng nhất là cái phần giải thích thôi. Giải thích thì mới là phần mà chúng ta cần ưu tiên. Đây thầy nói luôn, đây là các bước tiến hành.
Sẽ đây là những bài tập vận dụng cao nhé. Đề thi đại học năm 2021, 2022 vân vân một số năm hoặc các đề học sinh giỏi các tỉnh ấy, người ta hỏi cái này rất là nhiều. Thậm chí năm vừa rồi đề thi vào chuyên hóa của Sở Hà Nội, đề thi tuyển sinh vào khối chuyên hóa thì người ta cũng hỏi cái bài thí nghiệm này. Thế bây giờ chúng ta sẽ mô tả một chút về cái thí nghiệm. Em có thể để cách trong vở khoảng 5 7 dòng để em chép sau. Thầy nói các bạn là khi người ta muốn làm thí nghiệm để sản xuất xà phòng ấy hay là phản ứng xà phòng hóa thì đầu tiên là người ta cho vào bát sứ khoảng 1 gam dầu thực vật. Ở đây là dĩ nhiên thí nghiệm chúng ta làm trong phòng thí nghiệm thôi. Em không thích 1 gam dầu thực vật thì em có thể thay bằng mỡ động vật cũng được, bởi vì dầu thực vật hay mỡ động vật đều chứa chất béo. Được chưa? Đây chính là phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường kiềm mà. Và đun với dung dịch NaOH 40%. Đây là kiềm đặc nhé. Đấy. Thế ở bước 1 thì nói luôn các bạn là khi mình cho vào bát sứ dầu ăn với lại kiềm ấy mà mình chưa đun nóng ấy thì lúc này nó vẫn phân lớp nhé. Cái này vẫn phân lớp. Bởi vì mình chưa đun nóng thì phản ứng chưa xảy ra. Được chưa? Em có thể ghi cho thầy bên cạnh đấy. Hoặc là em sẽ chép sau, em nghe thầy giảng thôi. Đến bước 2 là đun sôi nhẹ, khuấy đều liên tục bằng đũa thủy tinh, thỉnh thoảng thêm vài giọt nước cất để giữ cho nó không đổi. Thì đến bước 2 nó xảy ra phản ứng thủy phân chất béo RCO3 lần C3H5 cộng với NaOH. Chúng ta nhớ là phải đun nóng thì mới xảy ra phản ứng. Thì sản phẩm của mình nó là muối và glycerol. Đúng chưa? Thì cái muối này của chúng ta nó là muối tan mà. Muối của kim loại kiềm nó là muối tan mà. Thì cái hỗn hợp lúc này nó sẽ là đồng nhất. Đồng nhất. Nghĩa là gì? Nghĩa là sản phẩm của chúng ta trong cái bát sứ này, chúng ta sẽ nhìn thấy nó là một cái hỗn hợp đồng nhất, chứ nó không có hiện tượng phân lớp. Còn bên trên này chúng ta sẽ thấy ngay, hình dung cho thầy là trong đây nó sẽ có một lớp phía trên là lớp dầu ăn, lớp phía dưới là cái dung dịch kiềm với lại nước. Được chưa? Nó sẽ phân thành hai lớp riêng biệt. Đấy, một lớp trên, một lớp dưới, như thế này này. Thế bây giờ khi người ta đun nóng thì cái hỗn hợp này sẽ trở nên đồng nhất ngay. Nhưng mà trong hỗn hợp sản phẩm thì nó có muối với lại glycerol. Nhưng cái muối này được ứng dụng để làm xà phòng. Thế bây giờ làm thế nào để người ta tách được cái muối này ra? Thì chúng ta đọc tiếp này. Sau 8 đến 10 phút, có nghĩa là sau khi phản ứng thủy phân xong ấy, rót thêm vào NaCl. Thì trong những buổi trước chúng ta học bài tập điều chế ester thì đến bước cuối người ta cũng rót thêm NaCl bão hòa vào. Để làm gì? Để NaCl nó tan tốt hơn. Nó đẩy ester nổi lên bên trên. Thì cái này cũng thế, là NaCl nó tan tốt hơn so với cái muối này. Và nó nặng hơn về khối lượng riêng. Do đó là NaCl nó sẽ chiếm chỗ và nó đẩy cái muối này nổi lên bên trên. Được chưa? Vậy em ghi thầy là cái vai trò của NaCl, các em sẽ chép cái này sau nhé. Là vai trò NaCl ở đây đó là để tách lấy. Đây này, nó bảo này, lọc riêng phần chất rắn, thì cái phần chất rắn này chính là xà phòng. Em ghi mở ngoặc luôn, phần chất rắn chính là xà phòng. Chính là xà phòng. Lúc này là cái phần muối này nó sẽ nổi lên bên trên. Được chưa? Thế em sẽ ghi thầy một số cái chú ý. Em ơi, để cách trong vở cho em ghi thầy cái chú ý vào vở và em hoàn thiện cái phần đầu tiên này sau nhé. Em để cách khoảng 5-10 dòng. Chú ý như sau, đó là cái chú ý thứ nhất là vai trò của NaCl. Vai trò NaCl. Là em ghi hộ thầy là tách lấy xà phòng. Tách lấy muối của axit béo. Của axit béo. Hay chính là xà phòng. Vai trò của nó là gì? Là nó nặng hơn, nó tan tốt hơn, nó sẽ chiếm chỗ của cái muối đó và đẩy cái muối nổi lên bên trên. Sau đó chúng ta chỉ cần tách lấy cái muối đấy thì chúng ta được thu được xà phòng. Để cho vai trò NaCl là tách lấy muối của axit béo hay gọi là xà phòng. Nhá, chứ vai trò NaCl nó không có vai trò để tăng hiệu suất phản ứng hay là nó thu được nhiều sản phẩm hơn đâu, mà vai trò chính của NaCl là để tách lấy sản phẩm. Đấy là cái quan trọng nhất. Cái thứ hai đó là tại sao phải thêm nước cất liên tục? Tại sao phải thêm nước cất liên tục? Phải thêm nước cất liên tục. Ở bước 2. Chúng ta lưu ý cho thầy là phản ứng này là phản ứng thủy phân trong môi trường kiềm. Em nào đã từng đun dầu ăn, em sẽ thấy là nó sẽ sôi lên, nó sẽ nóng, đúng không? Và nếu mà dầu ăn nó phản ứng hết với NaOH thì nó sẽ có hiện tượng nó bị khê, bị cháy ở bên dưới. Đúng không? Nên là hoặc là hỗn hợp này nó sẽ bị cạn khô, mà khi nó cạn khô thì phản ứng nó sẽ dừng lại ngay. Nên tại sao phải thêm nước cất liên tục bước 2 ghi thầy cái? Để cho phản ứng tiếp tục xảy ra. Tiếp tục xảy ra. Nếu mà không thêm nước nhé, một lúc mà cái dung dịch NaOH này, em phải hiểu nước nó bay hơi mà em. Nó bay hơi 100 độ C, mà dầu ăn khi nó sôi phải tầm 150 độ C. Và khi nó sôi lên thì chúng ta sẽ thấy ngay là nước nó bay hơi hết. Và khi nước bay hơi hết thì hỗn hợp này sẽ bị cạn khô thì rất dễ bị khê, bị cháy.
được chưa? Và phản ứng nó sẽ dừng lại. Nên em ghi thầy là tại sao phải thêm nước cất liên tục ở bước 2 để cho phản ứng tiếp tục xảy ra. Được chưa? Nếu không thêm nước, cố gắng ghi thêm mấy dòng, nếu không thêm nước, hỗn hợp phản ứng bị cạn khô dẫn đến hiện tượng là bị khê, giống kiểu cơm nó bị khê ấy, bị cháy, và do đó là phản ứng không xảy ra tiếp được. Được chưa? À, thỉnh thoảng có một số đề thi mà nó nâng cao hơn, nó hỏi tại sao phải thực hiện trong bát sứ mà không thực hiện trong cốc thủy tinh. Thì thực tế có một lý do rất đơn giản, đó là NaOH này, nó ăn mòn được thủy tinh. Nên là chúng ta sẽ không thực hiện trong cốc thủy tinh, mà chúng ta sẽ phải thực hiện trong cốc sứ. Được chưa? Hoặc trong bát sứ là như vậy. Thì ở đây chúng ta chỉ cần quan tâm hai cái, chúng ta làm một câu trắc nghiệm là chúng ta sẽ nghỉ. Cố gì nữa. Được chưa? Đấy. Đợi thì em ghi chép. À, học lý thuyết thầy Trọng thì nói chung là thầy dạy trọn vẹn trong một buổi là chúng ta học hết được cả một kiến thức quan trọng. Ngày xưa học những cái này phải học trong cả mấy tuần liền, nhưng mà bây giờ thì thầy cố gắng thì dồn vào một buổi. Và học thì nó hơi dài một chút đấy, nhưng các em cố gắng lên, chịu khó một chút nhé. Chứ thầy cũng muốn các em là mỗi một buổi học một tí thôi, các em nhàn học xong là cảm thấy cuộc đời nó sung sướng sảng khoái. Nhưng mà hôm sau mình đọc lại chả nhớ cái gì. Thì bây giờ thầy thay đổi là thầy muốn chúng ta là học hết một chủ đề kiến thức trong một buổi thôi, và cố gắng học được cả các dạng bài tập quan trọng của nó. Đấy, thì đấy mới là mục tiêu của chúng ta. Chứ còn em muốn nhàn đơn giản không, thì tách nó thành nhiều buổi nhỏ. Mỗi buổi học một tí thôi. Thầy càng có thêm nhiều tiền, đúng không? Nhưng cuối cùng là đọng lại cho các bạn là chả có cái gì. Bây giờ thầy sẽ cho các bạn làm một câu đã từng thi đại học hoặc là thi học sinh giỏi cấp tỉnh thành phố luôn. Được chưa? Đấy, em nhìn cho thầy trên màn hình. Câu này không phải chép đâu. Cái phần này thầy sẽ gửi cho chúng ta để chúng ta về chúng ta chép lại xong. Đây một câu rất là khổng lồ. Đấy, một câu ví dụ. Bây giờ các em hoàn thiện nốt câu này để chúng ta nghỉ. Được chưa? Chúng ta cứ ghi đây câu 1 thôi. À, bây giờ thầy đọc các bạn nhé. Ở đây thầy bảo các bạn luôn này, từ từ cái ứng dụng của cái phản ứng này này, ứng dụng của cái phản ứng thủy phân này này. Đây chúng ta nhớ này, ứng dụng của phản ứng thủy phân này thì nó có hai ứng dụng. Thứ nhất là để sản xuất được xà phòng, xà phòng là cái muối này này. Thứ hai là để sản xuất là glycerol. Bởi vì xà phòng nó dùng cho cả thế giới, ai cũng phải dùng. Glycerol nó dùng để làm nước rửa tay. Được chưa? Hoặc là mỹ phẩm son môi, kem đánh răng. Đấy, glycerol cực kỳ nhiều ứng dụng. Bởi vì nó là chất dưỡng ẩm mà, không có nó thì kem đánh răng 2-3 ngày nó khô cong lại ngay. Mỹ phẩm cũng thế, 2-3 ngày sử dụng mở ra phát là mỹ phẩm biến thành cục gạch luôn. Nên là chúng ta lưu ý thời là có vai trò glycerol, nó là chất dưỡng ẩm. Rất quan trọng nhé. Đấy thì hiện nay là nhu cầu sản xuất hai cái chất này trên thế giới là rất là cao. Đấy, và hiện nay là người giàu nhất thế giới chính là ông chủ của cái hãng mấy cái hãng sản xuất về mỹ phẩm, về những cái đồ cao cấp ấy em. Đấy, ví dụ như kiểu đồ da hay là cái gì đấy. Quần áo Hermès các thứ đấy, hoặc là những cái loại mỹ phẩm son môi, tại chẳng nhớ tên thương hiệu thì thầy đàn ông thì không quan tâm cái này lắm, nhưng mà cái ngành đấy là ngành về mỹ phẩm này, về những loại đồ dùng cao cấp, quần áo cao cấp, giày dép da các thứ này, ông ấy là chủ của cái hãng gì đấy nhỉ, Louis Vuitton gì đấy, Hermès gì đấy, rất nhiều thương hiệu, mấy trăm thương hiệu mà. Thì đấy, chúng ta nhớ này, nhu cầu này cả thế giới cần nhé. Thế bây giờ chúng ta có một bài tập ví dụ, đây là một câu điểm 10 của bất kể một đề thi gì. Chúng ta đọc này, nó bảo em như sau, đó là cho vào cốc thủy tinh chịu nhiệt 5g mỡ lợn. Mỡ lợn hay là dầu dừa hay là dầu ăn thì đều là chất béo. Được chưa? Đấy, bước 2 là đun sôi nhẹ khuấy đều liên tục này, thỉnh thoảng thêm nước cất để giữ cho không đổi. Bởi vì cho thêm nước thì phản ứng mới xảy ra, không cho thêm nước thì phản ứng dừng lại. Để nguội thì sau cái bước 2 này chúng ta sẽ thu được hỗn hợp sản phẩm đồng nhất. Rót thêm NaCl vào để làm gì? Để cái NaCl này nó tan tốt hơn, nó nặng hơn. Nó đẩy cái muối nổi lên bên trên và chúng ta thu được cái muối đấy để chúng ta sản xuất ra xà phòng. Được chưa? Vai trò chính của NaCl như vậy. Thế bây giờ nó hỏi phát biểu nào sau đây đúng nhá. Thầy cho chúng ta 2 phút để chúng ta đọc cho thầy cả 5 phát biểu và chúng ta chỉ cần trả lời cho thầy là số phát biểu đúng ở đây. Đấy, con số cuối cùng của em là 1 2 3 4 hay là mấy. Được chưa? Xin mời các bạn hoàn thiện nốt câu này là chúng ta kết thúc bài ngày hôm nay.
Các bạn mạnh dạn trả lời thầy mấy phát biểu đúng nhé. Thoải mái mà, sai được sao? Đây là học phát là trả lời ngay câu điểm 10. Chúng ta có rất nhiều bài tập tương đương trong cái tờ bài tập của chúng ta. À, bây giờ câu A nó bảo là sau bước 3 thấy có lớp chất rắn màu trắng chứa muối sodium của axit béo nổi lên. Đúng, đúng không? Câu này đúng quá. Cái thứ hai nó bảo em là vai trò NaCl để tách muối. Quá đúng. Ở bước 2 nếu không thêm nước cất nó bị cạn khô, phản ứng thủy phân không xảy ra. Quá đúng, giống hết những từ thầy vừa nói các bạn. Ở bước 1 nếu thay mỡ lợn bằng dầu nhớt. À, dầu nhớt là cái gì? Dầu nhớt nó không phải là chất béo. Chúng ta cứ nghe chữ dầu là chúng ta nghĩ là chất béo, không phải nhá. Dầu ăn mới là chất béo. Dầu ăn là dầu thực vật hoặc là dầu cá, những cái động vật máu lạnh ấy. Chứ còn dầu nhớt để bôi trơn xe đạp, xe máy, ô tô thì đấy chính là hydrocarbon. Dầu nhớt nó có thành phần chính là các cái alkan. Nhớ chưa? Dầu nhớt thì không phải này. Dầu nhớt nó chỉ là hydrocarbon thôi. Hydrocarbon làm sao có phản ứng thủy phân trong môi trường kiềm được? Nhớ nhé, câu 4 là sai. Câu 5, trong công nghiệp phản ứng này để ứng dụng sản xuất xà phòng glycerol. Chính xác, đáp số mình là 4 phát biểu đúng. Rất là đơn giản. Mặc dù đây là câu điểm 10, nhưng mà chúng ta học thầy chúng ta sẽ làm được thôi. Ok, các bạn đều trả lời chính xác. Bạn Việt Bách, Đức Quang, Trang Lam, Nguyễn, Huy Trần, Phúc Đoàn, Gia Hưng, Quang Minh. Rồi, đấy là toàn bộ nội dung cho ngày hôm nay. Các bạn chú ý là ghi chép cho thầy đầy đủ nhé, chi tiết nhé, không bỏ sót một từ gì. Và cái phần lý thuyết này chúng ta phải ghi thêm cho thầy cái phần này vào trong vở, được chưa? Đấy, là chúng ta đã kết thúc cái nội dung về chủ đề lipid, chất béo và ứng dụng để sản xuất xà phòng, được chưa?